chương 3240, gọi viện binh. Không biết, Chu Hằng lập tức lắc đầu. Ba người chúng ta nghiên cứu thảo luận qua các loại khả năng, nhưng sự thật chứng minh, chúng ta suy luận đều là không thể nào. Cố thi kia thì sao? Lăng Hàn lại hỏi, cái này đồng dạng là một bí ẩn cự đại, cường giả thất bộ thế mà chết, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia đúng là thất bộ, Lâm Tiêu Dương nói, phụ thân cùng mấy vị thất bộ đại nhân dành thời gian nghiên cứu qua, cho rằng vị thiên tôn này chết là do sung kích cực kỳ cường đại. Lăng Hàn kinh ngạc, thất bộ không phải bất diệt sao? Ai có thể giết được thất bộ, bị mấy thất bộ liên thủ oanh sát sao? Chu Hằng lắc đầu, cái xung kích này mạnh hơn thất bộ nhiều lắm, đừng nói mấy thất bộ liên thủ, dù trên trăm cái cùng một chỗ oanh kích cũng không có khả năng. Lăng Hàn càng thêm kỳ quái, trên trăm thất bộ liên thủ cũng giết không chết, vậy lúc ấy chẳng lẽ có mấy trăm thất bộ cùng một chỗ xuất thủ sao? Nhưng vấn đề là, có nhiều thất bộ như vậy, hiện tại làm sao toàn bộ không thấy rồi? Còn có cây đao này Chu Hằng lấy ra một thanh đao gãy dao cho Lăng Hàn. Thủ bút của thất bộ quả nhiên phi phàm, ba người chúng ta liên thủ, cũng hao tốn rất nhiều công phu mới hóa đi sát khí trong đó, làm cho tập trung, chỉ cần kích phát, cố định dâng trào sát khí về phía trước là được. Dưới xuất kỳ bất ý, ngũ bộ cũng bị ảnh hưởng, bất quá chỉ là hơi bị ảnh hưởng mà thôi. Lâm Tiêu Dương tiếp lời nói, cái này là bởi vì đao này đã đứt, uy lực không còn, nếu không chính là chúng ta cũng không thể làm được trong thất bộ bảo khí hoàn chỉnh có ý chí của cường giả thất bộ cái kia có thể chấn áp chư thiên nhưng bây giờ đao này đã đứt thiên tôn ý chí tiêu vong từ lâu mới để lục bộ có khả năng luyện hóa lang hàn tiếp nhận đao đa tạ ba vị tiền bối hắn cũng lấy ra một chút đồ vật bị thạch bì bao khỏa đưa cho ba người chu hằng kia là thiên tôn ký hiệu hắn đạt được hắn hổ nữ nữ hoàng đều đã có nên lấy ra trả nhân tình thanh đao gãy này chân quý bực nào ngay cả tân khí hổ cũng đặc biệt lưu người đòi lấy nhưng ba người chu hằng lại tốn hao công phu luyện hóa đưa hắn so sánh với đó phong cách của ba người thật sự là cao thượng ba người chu hằng cười ha ha cũng không ra mồm trước lấy chu thiên hoàn chiếu dọi những thiên tôn ký hiệu này nếu mình không có sẽ thu nếu không trực tiếp hấp thu vào thức hải phát hiện có lại rứt bỏ ra cái này đối với bản thân sẽ có tổn thương bọn hắn thử một phút cuối cùng trả lại ba thiên tôn ký hiệu vì ba người bọn họ đều đã có lăng hàn thu lại vậy thì lưu cho ái nữ cùng con trai a à. Ba vị tiền bối, các người nói, phía dưới vị diện này có thể còn có một vị diện khác hay không? Hắn ý tưởng đột phát, chúng ta cũng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là hiện tại tài nguyên nơi này còn không có chia xong, nên không có hành động đi thăm dò. Chu Hằng nói, nếu như phía dưới này còn có một vị diện, chuyện kia thật đúng là lớn. Vị diện trùng điệp, đây là sự tình vạn cổ không có, đến cùng là cái gì tạo thành? Không nói nhiều, chỉ là hai vị diện chồng lên đã không cách nào giải thích, theo lý mà nói ít nhất phải có mấy trăm thất bộ thôi động mới có thể cưỡng ép trồng chất vị diện siêu cấp cùng vị diện cao cấp. Nhưng từ cổ đến nay, ở đâu ra nhiều thất bộ như vậy? Thất bộ là bất diệt, vĩnh viễn bất tử, mấy trăm thất bộ đột nhiên biệt tích. Làm sao có thể, nơi này, có lẽ cất dấu đại bí mật có thể giao động nguyên thế giới A. Sở hạo ung dung nói, nói một hồi, lăng hàn cáo từ rời đi, hắn vuốt vuốt đao gãy kia, quen thuộc cách dùng. Rất đơn giản, chỉ cần lấy lực lượng bản nguyên thúc dục, đào gãy liền sẽ phát huy, nhưng bởi vì đã tàn, không có khả năng phát huy ra thất bộ chi uy, chỉ có thể tương đương bản thân lăng hàn, nhưng cây đao này giết cường giả nhiều lắm, chỉ cần nhắm ngay một phương hướng lấy ý chí tiến hành thúc dục, sẽ có sát khí đáng sợ xông ra, chấn tan hồn phách người. Cái này không đủ để xử lý ngũ bộ, nhưng bất thình lình ra tay, lại đủ để thắng được cơ hội chạy trốn. Lăng hàn âm thầm nói, hắn giết tôi tớ của tân khí hổ, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn nào sợ ai, nhưng đối phương là Tứ bộ, chiến lực hẳn bão tố đến ngũ bộ, dạng cường giả này khẳng định không phải Lăng Hàn hiện tại có thể đối phó. Hắn cần một chút thủ đoạn bảo mệnh, Lăng Hàn tạm thời không tiếp tục xuất động, những năm này hắn cùng nữ hoàng, hổ nữ đều lấy đại dược tăng lên tu vi, không phải là tự mình tu luyện ra, khó tránh khỏi sẽ có tình huống căn cơ bất ổn. Bởi vậy, bọn hắn đều bế quan, vững chắc một chút. Nhất là nữ hoàng cùng hổ nữ các nàng còn muốn đẩy ra gông cùng xiềng xích cảnh giới, nâng cao một bước. Còn Lăng Hàn, chớ nhìn hắn cũng đạt tới nhị bộ đỉnh phong, nhưng cách đột phá còn có một đoạn đường, mà bởi vì lực lượng vị diện trong cơ thể hắn thực quá nhiều, coi như một đoạn đường cuối cùng này cũng cần thời gian dài rằng giặc củng cố. Không có cách, đây là cái giá khi muốn cường. Mấy trăm triệu năm sau, hổ nữ cùng nữ hoàng song song đột phá, một cái trở thành tứ bộ, một cái khác thì tam bộ. Tứ bộ là một đường danh giới, ở dưới ngũ bộ, vô số vị diện, số lượng thiên tôn nhiều đạt mấy chục vạn, đây là một số lượng rất khủng bố, nhưng từ ngũ bộ bắt đầu, số lượng thiên tôn liền giảm mạnh. Hiện tại, ngũ bộ đại khái hơn một ngàn, lục bộ thì hơn trăm, thất bộ càng ít, số lượng chưa tới hai tay. Không vì cái khác, từ tứ bộ trở lên, lực lượng bản nguyên bài xích quá cường liệt, trong mười tứ bộ có 9 cái căn bản không có khả năng lại cảm ứng được hạt bản nguyên mới, như vậy làm sao câu thông, tiến thêm một bước. Cho nên, đại dược cam sắc có thể làm cho thiên tôn cảm ứng được hạt bản nguyên mới chân quý như vậy, mà muốn cho ngũ bộ bước vào lục bộ, đoán chừng cần đại dược hồng sắc, nhưng đến nay còn chưa có xuất hiện qua. Lang Hàn cũng vững chắc cảnh giới, nhưng cách đột phá còn có một đoạn lớn đường phải đi, nếu mình chậm rãi tu luyện, không nói một kỷ nguyên, nhưng một hai ngàn tỷ năm là khẳng định cần. Hắn vẫn cần đại lượng tuyệt thế đại dược, cùng lắm thì bế quan mấy lần, căn cơ vững chắc A. À. chương mươi 3241, ta có thể lại đánh ba trận không? một cha gia gia lăng hàn vừa mới xuất quan chỉ thấy phụ tử lăng kiến tuyết lăng phi phàm đi tới các ngươi rốt cuộc biết trở lại rồi hắn lắc đầu hai cha con này kết bạn du lịch cũng không cần cha ruột ông nội như hắn a à. hắc hắc hai cha con lăng kiến tuyết đều cười nói đến kinh lịch những năm này lăng kiến tuyết đã bước vào nhị bộ mà lăng phi phàm thì vừa trở thành thiên tôn lão lăng gia gen quá tốt a à. nhưng ưu thế huyết mạch cũng vẻn vẹn ở đời thứ ba hai tử của lăng phi phàm liền không có yêu nhiệt như vậy còn không có tu thành tiên vương cái chắt trai này là vài ước năm trước mới sinh ra lúc ấy lăng hàn lăng phi phàm đều ở bên ngoài bởi vậy lăng hàn còn không có gặp qua chắt trai con cháu từ có con cháu phúc mình cũng không cần mọi chuyện nhúng tay lăng hàn tự nhủ bình phương cũng dìu dắt chắt trai một chút nhưng không quá can thiệp cái chắt trai này gọi lăng thiên hoa thiên phú võ đạo không tệ nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi còn không có đạt tới cấp độ yêu nhiệt lấy cùng tuổi so sánh, cũng không cần Lăng Hàn, Lăng Kiến Tuyết, Lăng Phi Phạm cũng xa xa siêu Việt. Lăng Hàn bật cười, nếu như ưu thế huyết mạch có thể một mực tiếp tục giữ vững, vậy bây giờ thế lực thất bộ không phải từng con cháu đều thành thiên tôn sao? Có chuyện gì cứ nói đi, hắn quét nhìn phụ tử Lăng Kiến Tuyết nói, cha, nhìn ngài nói, chẳng lẽ chúng ta không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi. Lăng Kiến Tuyết vội vàng nói, Lăng Hàn vươn người đứng dậy, ta rất bận rộn, các ngươi không có việc gì, vậy ta liền tiếp tục đi bế quan. Đừng đừng đừng, Lăng Phi phàm liền vội vàng kéo Lăng Hàn, sau đó nhìn Lăng Kiến Tuyết nói. Cha, ta đã nói rồi, ra ra anh minh thần võ như thế, làm sao lại nhìn không thấu tiểu thủ đoạn của ngươi. Ngươi cũng ít phút mông ngựa đi, Lăng Hàn nói, hắc hắc, chuyện là như thế này. Lăng Kiến Tuyết nói, thời điểm chúng ta du lịch, phát hiện một đại mỏ quặc, bên trong có 10 đầu khoáng mạch, nhưng không chờ chúng ta đào, lại tới một nhóm người. Thực lực chúng ta tương đương, từ đấu xuống dưới sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, cho nên quyết định lấy luận võ đến định đánh người chàng bên nào thắng một trận có thể thu hoạch được một mạch khoáng cha ta là trở lại gọi viện binh lang hàn quét con trai một chút gia hỏa này quả nhiên vô sự không lên điện tam bảo có việc mới nghĩ đến lão tử như hắn người khác liền cho phép ngươi trở lại gọi viện binh hắn hỏi đây chính là con trai mình như thế nào cũng phải giúp a à? chúng ta đã hẹn có thể xin giúp đỡ nhưng chỉ giới hạn trong nhị bộ Lăng Kiến Tuyết nói: "Bằng không thì chúng ta đánh sống đánh chết có làm được cái gì?" Đến lúc đó Tam Bộ, Tứ Bộ nói một câu: "Làm sao có thể tranh?" Lăng Hàn vui vẻ: "Vậy ngươi đến mời ta xuất thủ, cũng là muốn ta phát câu nói, đuổi đối phương đi sao?" Lăng Kiến Tuyết lắc đầu, đã ước định cẩn thận, vậy thì theo quy củ tới. Con trai của mình có chút cổ hủ, hơn nữa cố chấp, Lăng Hàn thở dài, cố chấp giống như hắn, nhưng cổ hủ lại học với ai a? À? "Được rồi, nếu con trai quyết định như vậy, hắn chỉ có thể tùy con. Lăng Hàn gật đầu, ta liền giúp người chuyện này, còn có tinh di, hổ di, Lăng Kiến Tuyết vội vàng nói, Lăng Hàn chỉ có thể đánh một trận. Lăng Hàn phất tay, tinh di của ngươi vừa mới bước vào tam bộ, hổ di thì tứ bộ, người muốn phá hư quy củ sao. Lăng Kiến Tuyết chỉ có phần thất vọng, hắn người này nặng nhất chứ tín. Lăng Phi Phàm thì ở một bên nói thầm, đây là thế giới dùng thực lực nói chuyện, lão cha lại thông thái dởm như thế đến cùng là làm sao sinh ra hắn cổ linh tinh quái a hơn nữa da da xấu bụng ác miệng như thế một chút cũng không có di chuyển cho lăng kiến tuyết được lên đường đi lăng hàn vỗ vỗ tay ông cháu ba người xuất phát cái này theo lăng hàn chỉ là chút lòng thành tùy tiện đi một chuyến là được hơn một tháng sau bọn hắn đi tới dưới chân một ngọn núi lớn sau đó tiến vào trong núi lại đi gần nửa ngày trước mặt ba người xuất hiện một hẻm núi mà ở trong đó đã có thật nhiều người chờ đợi. Căn bản là thiên tôn, ngẫu nhiên có không đúng, vậy cũng là tầng 9. Tầng vị diện này rất khó tới, có hạt bản nguyên thiêu đốt, tạo thành tầng ngăn cách, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng rất khó thông qua. Thu người vào không gian dung khí mang tới, không có khả năng, hạt bản nguyên thiêu đốt, ngay cả nội bộ không gian của thiên tôn bảo khí cũng chịu ảnh hưởng, đây là hành động tìm chết. Giống như lăng hàn liền lưu tiên khách cư ở không gian trên nhất, chuyện không có cách nào khác a. À. Cho nên, bây giờ có thể tới đây như thế nào cũng phải là tiên vương tầng 9, cũng bởi vì như thế, hiệu suất khai phát khoáng mạch của vị diện này thấp hơn nhiều lắm, chỉ có tầng 9 mới có tác dụng, ngay cả thiên tôn cũng phải bỏ xuống tư thái tới làm khổ lực. Nhưng thiên tôn không cần tu luyện sao, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, dẫn đến khai phát khoáng mạch ở vị diện này cực kỳ chậm chạp. Bằng không thì đây chỉ là một vị diện cao cấp, hơn nữa không trọn vẹn, sớm đã bị đào sạch sẽ. Người trong hạp cốc chia làm hai phái phân biệt rõ ràng, không khí khẩn trương lúc nào cũng có thể đại chiến lăng kiến tuyết các người đi lâu như vậy liền mời tới một giúp đỡ có một gã đại hán nói với lăng kiến tuyết đầu đầy tóc đỏ dối bời lăng kiến tuyết hơi lộ ra xấu hổ lúc đầu hắn muốn mời hổ nữ nữ hoàng theo ai nghĩ đến các nàng đều đã bước ra nhị bộ đây là phụ thân ta lăng hàn hắn giới thiệu lăng đạo hiếu nam tử tóc đỏ nhìn lăng hàn chắp tay trận doanh của hắn cũng nhao nhao nhìn lăng hàn gật đầu Hiển nhiên, bọn hắn cùng Lăng Kiến Tuyết là một đội. A, à, Lăng Hàn, cái tên này giống như có chút quen tai. Có người thì thảo nói, nhưng nghĩ một lát cũng không nghĩ ra. Người cũng tới, vậy thì bắt đầu tỉ thí đi." Đối diện có người nói. "Tốt, đến so, hai bên rút thăm, quyết định ai phái người xuất chiến trước, sau đó lại thay phiên." Kết quả là bên kia phái người xuất chiến trước. Bọn hắn thương lượng một lúc, đi tới một nữ tử áo hồng, xinh đẹp như hoa. Có thể tu đến thiên tôn đã có thể từ trên bản chất cải biến mình, áp đảo quy tắc, đừng nói dung mạo, ngay cả tư chất cũng có thể tùy ý cải biến. Bởi vậy, trong thiên tôn gần như không có khả năng nhìn thấy sử nhân, chỉ có đặc lập độc hành. chương 3242, ta có thể lại đánh ba trận không? 2. Bản tôn Ngọc Lan, vị đạo hữu nào nguyện ý chỉ giáo một chút? Vị nữ thiên tôn này cười nói, bên lăng kiến tuyết thương lượng một chút, phái ra một người ninh chiến. Đại chiến kéo dài ba ngày, lại là lấy Ngọc Lan Thiên Tôn một chiêu thắng hiểm kết thúc. Trận chiến thứ hai, do đám người Lăng Kiến Tuyết phái ra người trước, kết quả lại thu hoạch một bài. Liên tiếp sáu chàng, bên Lăng Kiến Tuyết liên tục thua sáu chàng, để mỗi người sĩ khí sa sút Chẳng lẽ liên chiến 10 chàng, bọn hắn thua liền 10 chàng sao? Trận chiến thứ bảy, do đối phương phái người xuất chiến trước, đây là một người trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng. T. Mật Văn Bách tự mình xuất chiến. Bọn hắn đây là muốn nhất cỗ tác khí bắt bảy thắng, phá hủy ý chí chiến đấu của chúng ta sao? Bản thân Mật Văn Bách là nhị bộ đỉnh phong, nghe nói ở thời điểm nhất bộ dung hợp bảy lực lượng vị diệt, chiến lực viễn siêu nhị bộ đỉnh phong. Trận chiến này liền phái một người bình thường đi, chúng ta ở ba trận cuối cùng liều một phen, tranh thủ bắt ba khoáng mạch. Bên lăng kiến tuyết đều lộ ra vẻ kiêng rè, đối phương phái ra là đệ nhất cao thủ, bằng tâm mà nói, bọn hắn cái nào cũng không phải đối thủ. Trận này thất bại, có thể phái ai lên đây, thân là thiên tôn, ai cũng muốn mặt mũi, ai nguyện ý biết rõ tất thua còn nhảy ra. Nói không chừng còn muốn bị trọng thương, kia liền càng thua lỗ. Đám người hai mặt nhìn nhau, không người đứng ra, mật văn bách cười nhạt một tiếng, không người ứng chiến sao. Vậy coi như trận này các người tự động bỏ quyền, bản tôn tái chiến trận thứ tám. Như vậy sao được, nhưng vấn đề là, ai nguyện ý đi chắn lỗ thương này. Lăng kiến tuyết nhìn về phía lăng hàn, cha, người ra tay đi, lăng hàn thần du vật ngoại, hắn đang thăm dò khoáng mạch nơi này, xem có đồ tốt hay không, bởi vậy, hắn cũng không nghe lăng kiến tuyết nói, thẳng đến bị con trai dùng khuỷu tay ủi một lúc, hắn mới phản ứng được. Tốt, hắn thờ ơ nói, xài bước đi ra ngoài, tất cả mọi người lắc đầu, nói thẳng lăng kiến tuyết hố cha, đây là thất bại, nói không chừng còn muốn bị thương nặng, người lại giật dây lão tử mình xuất chiến, cái này có bao nhiêu bất hiếu a? À? Không chủ động nhận thua, Mật Văn Bách cười hỏi, Lăng Hàn nhún vai, chưa từng có thói quen này, Mật Văn Bách cũng không tức giận nói vậy không có ý tứ về sau ngươi sẽ có ha ha lang hàn móc móc lỗ tai ngươi là muốn dùng miệng pháo anh bại ta sao nụ cười của mật văn bách không khỏi cứng đờ miệng pháo ngươi mới là miệng pháo có được hay không sắc mặt hắn chuyển sang lạnh lẽo thản nhiên nói chọc giận bản tôn đối với ngươi không có một chút chỗ tốt thật sự là nói nhảm nhiều lang hàn sải bước đi qua tốc độ của thiên tôn nhanh bực nào dù hắn không có phát huy cực tốc nhưng hai ba bước đã đi tới trước mặt mật văn bách một quyền đánh tới. Thật to gan, bành, Mật Văn Bách một câu còn chưa nói hết, cả người đã bị Lăng Hàn đánh bay ra ngoài, bành bành bành, hắn một hơi đụng gãy mười mấy ngọn núi, lúc này mới hết lực lượng, rơi vào trong một ngọn núi lớn. Cái này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người càng há to miệng, không thể tin được. Đây chính là Mật Văn Bách A, như thế nào ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Lăng Hàn thu hồi nắm đấm, cười nói ta có thể lại đánh ba trận không? Nghe được Lăng Hàn nói, những người đối diện kia vội vàng lắc đầu mật văn bách cũng không phải đối thủ của lăng hàn vậy ai lên cũng bị lăng hàn miểu sát muốn để lăng hàn tái chiến ba trận vậy cũng chỉ là sự tình vung nhiều ba quyền ba khoáng mạch bị lăng hàn cầm đi lăng hàn lăng hàn ta nghĩ ra rồi suốt cục người trước đó một mực nói danh tự lăng hàn quen tai vỗ hai tay hắn cuối cùng nhớ ra lăng hàn là ai rồi đây chính là người lúc trước sáng tạo lịch sử vạn cổ a có tư thái vô địch lăng hàn không khỏi thở dài làm sao lại không thể thắng liên chiến A, cái này là quy củ gì? Hắn đi trở về, người trận doanh phe mình vẫn chưa có hoàn hồn, ra đầu còn run lên. Sau đó, Lăng Kiến Tuyết ra sân, mượn dư uy của Lăng Hàn, đối thủ còn ở trong lúc khiếp sợ, hắn cũng thắng được một trận. Nhưng trận thứ 9 cùng thứ 10, đối phương cuối cùng tỉnh hồn lại, thắng liền hai trận. Bởi vậy, Mười khoáng mạch chính là đối phương cầm 8, đám người Lăng Hàn chỉ có thể cầm hai. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, hắn một đường đi tới chưa từng thua thiệt qua, đều là hắn chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ thế mà thua, 10 đầu khoáng mạch chỉ chiếm hai đầu, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Không có cách, ai bảo con trai mình cố chấp, cổ hủ chứ. Bất quá, cụ thể đầu khoáng mạch nào thuộc về ai? Ở thời điểm này, Lăng Hàn biểu hiện cực kỳ cường thế, căn bản không để ý tới người khác nói thế nào, hắn trực tiếp tuyển hai đầu, không dung bất luận kẻ nào phản đối. Hắn là nói như vậy, ai có ý kiến, đánh thắng hắn lại nói. Ai dám cùng ngươi đánh a? À? Nhìn xem mật Phan bách, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại đây này. Không có người phản đối, cứ quyết định như vậy, cha, ngươi cũng không phải nguyên thạch đại sư, chọn bảy cái gì a? À? Lăng Kiến Tuyết tìm tới, kỳ thật bọn hắn cũng mời nguyên thạch đại sư tới, dù sao khoáng mạch cũng có thể là phế khoáng, đương nhiên phải tìm tốt nhất. Nhưng Lăng Hàn làm như vậy, để nguyên thạch đại sư không có không gian phát huy, một mực nói Lăng Hàn hồ nháo. Không cần để ý tới, Lăng Hàn khoát khoát tay. Hắn sao có thể là làm loạn, tuyển hai đầu khoáng mạch, chính là tối ưu nhất, bất quá khoan hãy nói, 10 khoáng mạch này đều rất không tệ, không có một cái là phế khoáng. Ngày thứ hai, đám người liền bắt đầu đào quáng, hiện tại không có quá nhiều tạp dịch có thể dùng, đám người cũng chỉ có thể tự mình động thủ, thiên tôn lại như thế nào, nhất định phải tự thân lên trận đi đào quáng. Bọn hắn ước định cẩn thận, đồ vật là ai móc ra, vậy thì về người đó, chỉ nhìn vận khí. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không khách khí. Nếu không phải hắn xuất thủ, những người này ngay cả một cái mạch khoáng cũng khó có khả năng đạt được. Hắn từ đầu tới đuôi đi qua một lần, thu lượng lớn nguyên thạch có giá trị vào không gian tiên khí. Bị hắn quét qua như thế, mặc dù còn có một số đồ vật lưu lại, nhưng đâu còn vật gì có giá trị. Tất cả mọi người phiền muộn, như thế nào đào nửa ngày, đều là chút tiên kim nhỉ. Chương 3243, lại so, nhìn xem đối diện, thỉnh thoảng mở ra tuyệt thế đại dược, mặc dù cũng chỉ là màu lam, màu tím nhưng vẫn để bọn hắn ghen ghét chết rồi đều do lăng hàn nhất định phải tuyển hai cái phá khoáng mạch này bọn hắn không dám nói nhưng nguyên thạch đại sư mà bọn hắn mời tới lại không chút kiêng kỵ nào nguyên thạch đại sư địa vị siêu nhiên ỉ vào mình bây giờ là đại sư cả ngày đều của trách lăng hàn cái này chọc giận lăng phi phàm bắt đối phương ra đánh một trận không có người vì nguyên thạch đại sư này ra mặt mặc dù là lăng phi phàm ra tay nhưng ai biết có phải lăng hàn thụ ý hay không lại nói dù đây là lăng phi phàm tự chủ trương nhưng hắn là cháu trai của lăng hàn ai dám ra tay với lăng phi phàm cái này làm tên nguyên thạch đại sư kia tức chết giận dữ rời đi đứng ở độ cao của lăng hàn hiện tại hắn đương nhiên sẽ không để ý thái độ của một tên nguyên thạch đại sư đối với hắn khó chịu trực tiếp một quyền đấm chết là được hiện tại tâm của hắn đang tập trung ở trên nguyên thạch đào gia cực kỳ hài lòng hắn im ỉm phát tài sau khi khai thác toàn bộ nguyên thạch ra hắn thu được hai mươi mấy gốc đại dược thiên tôn ký hiệu cũng có 7 cái, đáng tiếc là, đều là hắn đã có. Bởi vậy, hắn cho con trai 7 thiên tôn ký hiệu kia, đại dược cũng cho một chút. Cha, đây đều là ngươi mở ra, lang kiến tuyết sợ ngây người, lang hàn gật đầu, dựa vào, ai dám nói phụ thân hắn làm loạn, những thu hoạch này so với 8 đầu khoáng mạch khác cộng lại còn nhiều hơn. Bởi vì bên bọn hắn chỉ có hai khoáng mạch, rất nhanh liền đào sạch sẽ, hiện tại đám người mỗi ngày đều đi một bên khác nhìn, cái này mình không chiếm được, qua xem cũng được a à. vừa so sánh bọn hắn tức gần chết thu hoạch có thể so sánh sao bọn hắn phàn nàn cũng làm cho người bên mật phan bách kia cười to mặc dù bọn hắn thua hai trận ném đi hai đầu khoáng mạch nhưng lăng hàn làm loạn trực tiếp tuyển hai đầu khoáng mạch kém nhất tương đương với tặng lễ cho bọn hắn cái này tự nhiên để lăng hàn bị ngoại nhân cười chê bị người một nhà oán trách bất quá ông cháu ba người lăng hàn lại giữ yên lặng đại phát tài cái này không cần thiết cho mọi người đều biết đúng hay không hơn nữa bị người tưởng rằng đổ thạch ngớ ngẩn, nói không chừng có thể hố người A. À. Một sự tình ngoài ý liệu phát sinh, khi mười đầu khoáng mạch toàn bộ đào ra, dưới lòng đất lại hiện ra một mạch khoáng. Đầu khoáng mạch này giấu ở dưới mười đầu khoáng mạch trước đó, tương đương với tròn một bộ áo ngoài. Phải biết, thiên tôn thạch có thể ngăn cách thần thức thiên tôn, bởi vậy ai cũng không có khả năng tìm được dưới khoáng mạch còn có khoáng mạch. Ngay cả Lăng Hàn cũng kinh ngạc, thẳng đến tận mắt nhìn thấy mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có một mạch khoáng, về ai đây? Sau khi biết Lăng Hàn lợi hại, tự nhiên không có người đề nghị lại dùng võ đến quyết định. Đám người mật văn bách phát hết óc suy nghĩ, làm sao mới có thể chiếm khoáng mạch này đây? Cuối cùng, bọn hắn quyết định cùng Lăng Hàn đổ thạch. Ai cũng biết, Nguyên Thạch Đại sư chỉ có thể là Tiên Vương, bởi vì Thiên Tôn Thạch đối Thiên Tôn có một loại tác dụng ngăn cách đặc thù, tựa như thiên địa cam hận, để Thiên Tôn không cách nào trở thành Nguyên Thạch Đại sư. Đương nhiên, đối với cái này đám Thiên Tôn cũng không tiếc dù sao chỉ có nơi này mới có thiên tôn thạch hơn nữa một ngày nào đó sẽ mở xong đám người mật văn bách đưa ra ý định đổ thạch tự nhiên lọt vào đám người nam tử tóc đỏ kiên quyết phản đối trong bọn họ lại không có nguyên thạch đại sư đã bị lăng hàn chọc giận bỏ đi làm sao so muốn dùng võ đến định hai bên rằng co thẳng đến lăng hàn phát biểu đồng ý đổ thạch muốn dùng võ đến định hắn căn bản sẽ không xuất thủ cái này tự nhiên để đám người nam tử tóc đỏ chỉ có thể thỏa hiệp ngoại trừ lăng hàn, ai chấn được mật văn bách. Nhưng đổ thạch, ai, bọn hắn đều không ôm hy vọng, cái này kỳ thật đã thua. Nhưng có biện pháp nào, lăng hàn cường thế như vậy, ai dám phản đối. Đổ thạch, so như thế nào? Lăng kiến tuyết đại biểu lăng hàn đặt câu hỏi, chúng ta lựa chọn ba khối nguyên thạch, mở ra, so tổng giá trị. Bên mật văn bách nói, được, lăng kiến tuyết thay lăng hàn đáp ứng. Đám người mật văn bách lập tức phái ra tên nguyên thạch đại sư kia, hắn được xưng là tiền đại sư, tên một chữ vọng, tu vi tầng 9, bây giờ lại bị chúng thiên tôn nâng làm khách quý, quả thực phong quang. Tiền vọng cực kỳ thận trọng, nhìn Lăng Hàn nói, bản tọa cũng không khi dễ người, cho người tuyển người khối lại cùng bản tọa so. Rất phách lối, nhưng cũng phù hợp tính cách của Nguyên Thạch Đại Sư, bây giờ bọn hắn bị nuông chiều quá cuồng. Lăng Hàn không sao cả, mỉm cười. Tốt, bên nam tử tóc đỏ nghe tiền vọng nói ra câu nói này, đều dâng lên một cỗ hy vọng. Tuyển người khối, vạn nhất vận khí tốt, khối khối đều ra hàng, cộng lại vượt qua tiền vọng thì sao? Có đôi khi thực lực mạnh hơn, gặp phải vận khí bạo liều cũng phải khóc. Người tuyển trước đi, tiền vọng dùng ngữ khí cao ngạo nói. Thời điểm hắn là tiên vương, căn bản ngay cả mặt của thiên tôn cũng không thấy, nhưng bây giờ lại có thể để thiên tôn quay chung quanh, dù lễ đối đãi để bản thân hắn cảm giác tốt đến sắp lên trời. Lăng Hàn lắc đầu, loại người này không có trí tuệ như huyền lai đại sư, hiện tại có thể hoành hành nhất thời, về sau có chín thành chín khả năng sẽ phơi thay đầu đường. Tốt, hắn không quan tâm nói, một bên tùy ý mà đi, ở trong mỏ quảng tùy ý chọn, đào ra 10 khối nguyên thạch. Tiền vọng cũng đi lại, tới tới lui lui chuyển vài vòng, lúc này mới tuyển định 3 khối nguyên thạch. Đám người nam tử tóc đỏ đều lắc đầu, khẳng định không có hy vọng a. À. Người nhìn, nguyên thạch đại sư người ta tuyển lâu như vậy, lăng hàn lại tùy tiện tìm 10 tảng đá, cái này có thể so sao. Mở đá đi, tiền vọng từ tốn nói, mở đủ ra đỡ. Tốt, Lăng Hàn mở đá, lực lượng của hắn hùng hậu cỡ nào, hơn nữa đối với đồ vật bên trong rõ như lòng bàn tay, bởi vậy, chỉ mấy hơi thở, đồ vật bên trong liền hiện ra. Đây là một gốc đại dược, lục sắc, hóa, thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, vận khí này là muốn nghịch thiên A, tùy tiện lấy một khối đá cũng có thể mở ra tuyệt thế đại dược. Nam tử tóc đỏ lại lần nữa giấy lên hy vọng, đại dược lục sắc cực kỳ chân quý, dù chín khối nguyên thạch kia đều là phế thạch, nói không chừng cũng có thể dựa vào gốc đại dược này thắng được. Chương 3244, ngoại nhân, bọn người mật văn bách thì khóe miệng co giật, nguyên thạch đại sư lại như thế nào, không chịu nổi vận khí tốt như vậy a. À? Tiền vọng há miệng, hắn cũng không phải như Huyền Lai đại sư, mà là bối phận đồ tử đồ tôn, ở đồ thạch có chút môn đạo, nhưng thực lực xa xa không thể so với Huyền Lai đại sư. Hắn biết trong ba khối nguyên thạch mình chọn có hàng, nhưng đến tột cùng là cái gì lại tuyệt không tin tưởng. Lăng Hàn vừa ra tay chính là gốc đại dược lục sắc, hoàn toàn làm rối loạn trận cước của hắn, để hắn bắt đầu hoảng. Lăng Hàn sao lại để ý hắn, tiếp tục giải thạch. Lại ra hàng, đám người kinh hô, trong khối nguyên thạch thứ hai mở ra vẫn là một gốc đại dược, nhưng chất lượng kém một chút, chỉ là màu lam. Nhưng hai gốc đại dược bày ở trước mặt, Lăng Hàn cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Đám người mật phân bách đều muốn tuyệt vọng, Lăng Hàn cái này là vận khí gì a, à, cũng quá tốt đi. Khối thứ ba, khối thứ tư, khối thứ năm từng khối nguyên thạch giải ra đều là đại dược không những lại ra hai gốc lục sắc còn có một gốc hoàng sắc để đám người vừa khiếp sợ lại đỏ mắt tiền vọng đã đặt mông ngồi trên mặt đất trừ khi hắn mở ra ba thiên tôn ký hiệu nếu không khẳng định phải thua nhưng mà tiếp xuống lăng hàn lại mở bốn thiên tôn ký hiệu ra triệt để đoạn mất niệm tưởng của hắn ta ta nhận thua tiền vọng dùng ngữ khí khổ chát nói hắn nhìn lăng hàn thật sâu ra hỏa này nhất định là giả heo ăn thịt hổ muốn nói ai vận khí tốt đến nước này hắn vặn đầu xuống cũng không tin đây đã là sự tình trong dự liệu nhưng nghe được tiền vọng chính miệng nhận thua người người đều dâng lên một cảm giác hoang đường chẳng lẽ lại lăng hàn còn là một vị nguyên thạch đại sư nhưng ai không biết thiên tôn là không thể nào trở thành nguyên thạch đại sư tuyệt không có khả năng nhưng muốn nói lăng hàn đây là vận khí nghịch thiên cũng tương tự không ai tin tưởng lăng hàn mỉm cười cũng không có đổi tận giết tuyệt hắn quay đầu nói với lăng kiến tuyết, thất thần làm gì, nhanh, mấy người nam tử tóc đỏ cũng như ở trong mộng mới tỉnh, lăng hàn thắng, đầu khoáng mạch này tự nhiên cũng về bọn hắn tất cả, có thể bắt đầu khai thác. Chậm, chỉ là bọn hắn mới vừa muốn động, liền nghe một thanh âm truyền tới, mang theo lực áp bách cực kỳ đáng sợ. Ai, ai cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đang có hai người cất bước đi tới, một người nhìn qua chỉ 20 tuổi, khuôn mặt anh Tuấn, dáng người thon dài, lưu chuyển lên quang mang, khí tức tất cả đều là hỗn độn khí, vô cùng đáng sợ. Mà người bên cạnh hắn lại chỉ là Tiên Vương tầng 9, ở dưới khí thế của hắn lộ ra không có ý nghĩa, nhưng ánh mắt mọi người lại hết lần này tới lần khác chăm chú vào trên người hắn. Bởi vì hắn chính là Nguyên Thạch đại sư mà lúc trước nam tử tóc đỏ mời tới, bị Lăng Hàn chọc tức bỏ đi, không nghĩ tới không những trở lại, hơn nữa còn mang đến một ngoại nhân. Hiển nhiên, kẻ đến không thiện, ngươi là người phương nào?" Nam tử tóc đỏ hỏi. Bọn người mật phân bách thì việc không liên quan đến mình, cách ra thật xa dù sao khoáng mạch này đã là của đám người lăng hàn, bọn hắn mừng rỡ xem náo nhiệt. Bành, đáp lại nam tử tóc đỏ, là một quyền của tên tuổi trẻ kia, thế không thể đỡ, trực tiếp đánh bay nam tử tóc đỏ ra ngoài. Chỉ là nhị bộ, cũng dám làm càn ở trước mặt bản tôn. Người trẻ tuổi lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn đảo qua, khi thế đáng sợ lưu chuyển, để mỗi người đều không tự chủ được buông ánh mắt xuống, không dám đối mặt. Bản tôn nạp lan đức, hắn thu hồi ánh mắt, nơi này hết thảy về bản tôn, các người có thể lăn. Lăng kiến tuyết lại nhìn về phía tên nguyên thạch đại sư kia, nói. Hậu đại sư, chúng ta đã ước định cẩn thận, người phải nghiêm khắc giữ bí mật việc này. Hậu đại sư cười lạnh, các người công nhiên nhục nhã ta, còn muốn ta thay các người giữ bí mật, thật sự là buồn cười. Bành, một cố quyền kình trào lên, hậu đại sư này lập tức hóa thành huyết vũ. Lăng hàn thu hồi nắm đấm, rất vị ý phủi phủi. T, gia hỏa này thật sự là can đảm, nói giết người liền giết người, căn bản không nể mặt Nạp Lan Đức. Nạp Lan Đức trầm xuống, hắn là tứ bộ thiên tôn, một tay liền có thể trấn áp tất cả mọi người nơi này, nhưng Lăng Hàn lại dám ở ngay trước mặt hắn giết người, hơn nữa giết là người của hắn, để hắn làm sao có thể không giận. Hắn điềm nhiên nói, người thật to gan, ngay cả người của bản tôn cũng dám. Bành, hắn vẫn chưa nói xong, liền nhìn thấy Lăng Hàn đã một quyền huy tới. Muốn chết, hắn hử lạnh, đồng dạng vung ra một quyền nghinh đón. Ở hắn nghĩ, quyền lực của mình phát huy, có thể trong nháy mắt xua nát công kích của Lăng Hàn, sau đó dư lực không tiêu, tiếp tục đánh tới, oanh sát Lăng Hàn thành cặn bã. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, kết quả lại hoàn toàn không giống Nạp Lan Đức nghĩ. Quyền lực của hắn một kích liền nát, mà lực quyền của Lăng Hàn còn bạo dũng lao tới. Cái gì, hắn quá sợ hãi, lại xem xét Lăng Hàn, toàn thân đối phương có phủ quang phát sáng, khoảng chừng hơn 100 cái. Đây là, oanh, lực lượng trào lên, hắn trong nháy mắt liền bị oanh thành huyết vũ, được ba loại lực lượng bản nguyên rèn luyện lại như thế nào, căn bản không chịu nổi một kích. Trong đầu của hắn xẹt qua ý nghĩ cuối cùng, đây là tổ hợp ký hiệu, hơn nữa số lượng nhiều đến kinh người. Nạp Lan Đức, vẫn lạc, tất cả mọi người tê cả ra đầu, hậu đại sư chết thì chết, dù sao chỉ là tiên vương tầng 9, nguyên thạch đại sư. Chỉ là chê cười, nhưng Nạp Lan Đức lại là thiên tôn hàng thật giá thật, hơn nữa thực lực khẳng định vượt xa đám người, không thì không có khả năng dựa vào ánh mắt liền để đám người sợ hãi. Dạng cương giả này, lại ngay cả một kích của Lăng Hàn cũng không tiếp nổi. Lăng Hàn tản đi thiên tôn ký hiệu, chỉ coi là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tứ bộ. Hắn đã không phải là lần thứ nhất giết, lượng lớn sinh mệnh tinh khí tràn vào trong cơ thể Lăng Hàn, tu vi của hắn lại đẩy về phía trước một đoạn nhỏ. Dù sao cũng là tứ bộ, cái này tương đương hai ba gốc đại dược lục sắc rồi. Ách, tại hạ cáo từ, bản tôn cũng có việc, đi trước. Dù sao nguyên thạch khoáng mạch cũng không có sự tình của bản tôn, không ở đây lãng phí thời gian A. Lập tức, người ở đây đi bảy tám phần, tất cả mọi người sợ lăng hàn đột nhiên ra tay, ra hỏa này ngay cả tứ bộ cũng có thể miểu sát, quá kinh khủng. chương 3245, tân khí hổ giết tới, bốn canh xong Trước đó mặc dù đám người biết lăng hàn mạnh, nhưng tin tưởng bọn hắn liên thủ vẫn có thể chống lại, nhưng bây giờ thấy nạp lan đức bị miểu sát, lúc này bọn hắn mới kinh hãi, biết thực lực kém lăng hàn quá nhiều quá nhiều. Lăng Hàn cũng không ngăn cản, hắn đương nhiên sẽ không để những người này vào mắt. Bất quá, rất nhanh liền có người đi tới nói. Lăng Hàn, người phải chú ý, nạp lan đức có ca ca, hắn là ngũ bộ thiên tôn. Ngũ bộ, đừng nhìn chỉ cao hơn tứ bộ một cấp độ, nhưng thực lực có thể nói là bay vọt về chất. Lăng Hàn kinh ngạc, hai huynh đệ đều là thiên tôn, hơn nữa một cái tứ bộ, một cái ngũ bộ, cái này có chút kinh người, chẳng lẽ lão tử của bọn hắn là thất bộ sao? Hắn hỏi thăm kỹ càng, nhưng đạt được trả lời lại không phải như thế, huynh đệ bọn họ xuất thân rất phổ thông, quả thực là dựa vào mình cố gắng từng bước một đi đến hôm nay. Nhất định phải nói, là huynh trưởng của Nạp Lan nước Nạp Lan Hùng có chút chiếu cố đệ đệ, nếu không đối phương cũng không có thể trở thành tứ bộ, chỉ ít sẽ không dễ dàng đạt tới tứ bộ như thế. Hiện tại Nạp Lan Hùng đang cùng người thăm dò một cung điện ở nơi đây, mặc dù đã sớm hóa thành phế tích, nhưng nơi này hết thảy đều hủy, lại có một tòa cung điện có thể lưu lại, cái này đã đầy đủ nói rõ cung điện kia bất phàm. Nói không chừng chính là một thất bộ đạo cung, ẩn chứa truyền thừa kinh người. Lăng Hàn nhìn người kia gật gật đầu, "Cảm ơn, người kia mỉm cười, tại hạ Dương Ba, hy vọng ngày sau còn có thể cùng Lăng huynh kết giao." Hắn muốn cùng Lăng Hàn kết một thiện duyên, nói không chừng ngày sau sẽ phát huy kỳ hiệu. Lại nói, hắn cũng chỉ thuận tay, một tin tức, một cái manh mối mà thôi, lại không cần bỏ ra cái giá gì nha. "Không dám." Lăng Hàn nhận nhân tình này, rất nhanh, trong hạp cốc chỉ còn lại có ba ông cháu Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp tục mở đá, lấy hắn mắt dò xét nguyên thạch, tốc độ mở đá đương nhiên kinh người, rất nhanh liền khai thác xong khoáng mạch này, thu hoạch rất kinh người. Thiên Tôn ký hiệu tổng cộng 7 viên, đại dược 13 cây, tiên kim vô số, còn có một khối phệ kim thiết. Lăng Hàn dự định chuyên môn lấy phệ kim thiết đại thành làm một kiện không gian dung khí, gia trì thiên tôn thuật, làm đến phòng ngự cực hạn. Nội bộ của tiên ma kiếm không phải là không thể mở không gian, giống như hắc tháp lúc trước, nhưng bảo khí lấy công kích làm chủ ở trên phòng ngự khẳng định không bằng sở trường phòng thủ. Lăng Hàn thu năm thiên tôn ký hiệu trong đó, hai cái còn lại thì để phụ tử Lăng Kiến Tuyết một người một cái, đại dược thì toàn bộ cho con cháu, lấy năng lực của hắn, thu hoạch đại dược có thể nói dễ như trở bàn tay. Phụ tử Lăng Kiến Tuyết cũng không trở về căn cứ, mà tiếp tục thăm dò khắp nơi, vị diện này, hoặc nói là vị diện trùng điệp, phảng phất như cống hiến cho tất cả thiên tôn một bảo tàng cự đại, mỗi người đều có thể bởi vậy được lợi. Tận dụng thời cơ, không thể bỏ qua. Lăng Hàn thì quay lại, hắn muốn tăng vệ kim thiết mới được lên, luyện hóa thành thiên tôn trí bảo, mang các nàng nhu yêu nữ, lưu vũ đồng tới. Hắn cất bước mà đi, một cái vượt qua chính là khoảng cách vô tận, thiên tôn không nhìn quy tắc, mà ở trong này cũng không có quy tắc gì, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng có thể phát huy ra tốc độ siêu việt bình thường. Ba ngày sau, trong lòng Lăng Hàn đột nhiên hơi động, dừng bước. Đến, uống chén trà đi, một thanh âm hùng hồn vang lên, mang theo bá khí không cho cự tuyệt lăng hàn cười nhạt một tiếng uống trà phải nhìn người đối với ngươi ta giống như không có hứng thú gì phía trước có một cái đình mà trong đình thì có một người đang uống trà bạch y tung bay phong thần tuấn lãng chính là tân khí hổ ha 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 tân khí hổ cười to lá gan của ngươi xác thực rất lớn phải biết ngay cả tứ bộ ở trước mặt ta cũng vâng vâng dạ dạ ngay cả đại khí cũng không dám ra chúc mừng ngươi đụng phải đối thủ lăng hàn từ tốn nói đối thủ chưa nói tới tân khí hổ lắc đầu ngươi nếu là tứ bộ ta có lẽ có thể xem ngươi là đối thủ nhưng chỉ là nhị bộ ta chỉ là đến giết ngươi a à, có dám đánh nhau cùng cấp không lăng hàn khích tướng lăng hàn bằng vào độ cao như ta phép khích tướng đối với ta hữu hiệu sao tân khí hổ cười nói hắn đã được công nhận là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu không có khả năng lại lên cũng không cần lo lắng rơi xuống thần đàn sao sẽ hành động theo cảm tính lăng hàn cười ha ha một tiếng Vậy còn nói nói nhảm làm gì, đến đánh đi. Ngươi hẳn là tiếp nhận hảo ý của ta, đi tìm khoáng mạch cho ta a." À. Tân Khí Hổ lắc đầu, có vẻ hơi đáng tiếc. "Đáng tiếc, ngươi chẳng những không có đáp ứng, còn giết người của ta, cho nên, ngươi phải chết." Hắn xuất thủ, oanh, xoay tay phải lại, trời xanh rung động, vô số tinh thần trong tay hắn sinh ra, hủy diệt, một hơi chính là vạn thế, bày tỏ các loại kỳ diệu trong vũ trụ, cho thấy lĩnh ngộ của hắn ở trên đạo. Đây tuyệt đối là chiến lược ngũ bộ dưới uy thế lưu chuyển, Lăng Hàn căn bản không cần đi đối cứng, liền biết mình tuyệt không có khả năng địch nổi. Không có cách, hai người kém dòng dã hai cảnh giới, mà tân khí hổ lại là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, đánh nhau cùng cấp dù thực lực không bằng Lăng Hàn, cũng sẽ không kém đi nơi nào, này làm sao có thể địch. Lăng Hàn không chút do dự, lập tức tế ra đao gãy, oanh, một đạo sát khí tuôn ra, phát sau mà tới trước, đánh về phía tân khí hổ. Cái này ngoài tân khí hổ dự kiến, lập tức bị sát khí oanh chúng, bởi vì đây không phải lực lượng sung kích tốc độ cực kỳ nhanh đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị cái sát khí này thật đáng sợ chính là thất bộ thiên tôn giết chóc vô tận tạo thành tuyệt đối uống lượng lớn lục bộ tinh huyết ngay cả tuyệt thế thiên kiêu như tân khí hổ cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn mi tâm lập tức vỡ ra chảy xuống một tia máu tươi lang hàn thở dài nếu như hiện tại hắn là tam bộ vậy hắn còn có tư cách đánh với tân khí hổ một trận dù không địch lại muốn đi không khó lắm nhưng nhị bộ không được đi lên đánh tuyệt đối là bị miểu sát. Thân hình hắn xoay chuyển, quay đầu liền đi, lăng, hàn, hậu phương truyền đến tân khí hổ gầm thét, hắn đã lấy lại sức, truy kích về phía lăng hàn. Trường 3246 thoát thân, không hổ là cường giả trong tứ bộ, tốc độ của hắn quá nhanh, dù bị sát khí của đao gãy quấy nhiễu, nhưng cũng chỉ đưa đến hiệu quả trong nháy mắt. Tân lão hổ, lần này liền tha cho ngươi một mạng, đợi ta tu đến tứ bộ, xem ta đánh hổ như thế nào. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đau gãy tái xuất, hưu, lại một đao chém ra ngoài, đao mang hóa thành dài vạn trường. Tân khí hổ nộ kích một quyền, bành, đao khí lập tức băng diệt, nhưng hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn, trên nắm tay xuất hiện một vết máu. Nguyên lai, like, một đao kia chẳng những có uy năng của bản thân đao gãy, còn kèm theo sát khí, bởi vậy, mặc dù tân khí hổ một quyền hóa giải đao khí, nhưng vẫn bị sát khí tổn thương. Hắn đại hận, từ khi xuất đạo đến nay hắn hết thảy nhận qua mấy lần tổn thương nói chi tổn thương này là do một sâu kiến cảnh giới còn không bằng mình gây a à. ánh mắt của hắn lạnh lùng trên mặt tất cả đều là sát khí tân khí hổ truy kích trong hai mắt hắn phun ra sát khí hóa thành thực chất toàn thân tản ra khí thế đáng sợ thiên không quanh người đại địa từng mảnh từng mảnh sụp đổ thực lực mạnh đến ngũ bộ khẽ động liền có thể để thiên địa thất sắc loại tồn tại này thực sự quấy nhiễu thiên địa cân bằng khó trách sẽ bị thiên địa căm hận nhưng bây giờ thiên địa nơi này đã chết, căn bản không có khả năng hạn chế hắn, để tân khí hổ có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn Lăng Hàn, không có mấy cái liền đuổi theo tới gần. Lăng Hàn lập lại trò cũ, một đao vạch ra, chém về phía tân khí hổ. Lúc này tân khí hổ có chuẩn bị, lấy ra một cây trường côn, đánh về phía đao khí. Bang, đao khí bị đánh nát, hóa thành toái ảnh đầy trời, sát khí sôi trào, y nguyên có được lực phá hoại đáng sợ. Tân khí hổ không dám xông vào, hắn sợ không phải đao gãy phát ra lực lượng công kích mà là sát khí đáng sợ kia có thể diễn hóa thành thực chất đối với bản thân hắn tạo thành tổn thương nhưng vạn cổ đệ nhất thiên kiêu tuyệt không phải nói một chút mà thôi hắn không có xông vào lại đấm ra một quyền đánh vào từng mảnh vái ảnh để nắm đấm của hắn lại hiện ra vết máu Lăng hàn thấy thế nhưng không có dâng lên một chút xíu vui vẻ bởi vì tân khí hổ biết một mực kiên kỵ đao khí của hắn sẽ chỉ vĩnh viễn bị hắn ngăn lại mà thử nghiệm dùng quyền lực xua nát sát khí là tân khí hổ muốn cải biến kết quả này. Đổi lại hắn cũng sẽ như thế, đi chủ động thích ứng sát khí này, dù sao đã bị bảo khí đánh tan, lực sát thương giảm mạnh. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng không thể làm gì, hắn chỉ có thể trốn. Khóe miệng của hắn mang theo vẻ tươi cười, bị vạn cổ đệ nhất thiên kiêu như tân khí hổ truy sát, áp lực to lớn như vậy, nói không chừng có thể trợ giúp hắn đẩy lên tới nhị bộ cực hạn, từ đó dảo bước tiến lên tam bộ. Cái này đối với Lăng Hàn mà nói cũng là một kỳ ngộ, luôn luôn cùng nguy hiểm tồn tại a à. một cái trốn một cái đuổi theo mỗi khi tân khí hổ đuổi gần Lăng hàn liền lấy đao gãy vung ra công kích vì mình thắng được thời gian cùng không gian chạy trốn mười ngày một tháng nửa năm thời gian không ngừng trôi qua hai đại thiên kiêu lại như cũ còn đang tiến hành truy đuổi chiến Lăng hàn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể càng tinh thuần có một loại cảm giác sắp thăng hoa mà tân khí hổ độ thích ứng đối với sát khí của hắn cũng càng ngày càng mạnh cực có khả năng vượt qua ngưỡng cửa này Lăng Hàn, người còn có thể trốn bao lâu? Tân khí hổ cười lạnh, hắn tin tưởng, nhiều nhất ba ngày, hắn có thể chân chính thích ứng sát khí kia uy hiếp, đến lúc đó Lăng Hàn sẽ không còn biện pháp gì ngăn cản hắn. Tân khí hổ hắn muốn giết người, chưa từng có ai có thể chạy thoát. Lăng Hàn không đáp, hắn còn có một chiêu cuối cùng nha. Tân khí hổ đuổi theo, ba ngày thoáng một cái đã qua, thời điểm Lăng Hàn vung đao lần nữa, hắn cười lạnh, một côn xua nát đao khí, cả người thế sông không ngừng, sông vào trong đao ảnh hắn vẫn không thể trực tiếp nhận sát khí, nhưng sau khi đánh nát, hắn đã không sợ. Hưu, tân khí hổ giết tới, một côn quét ngang, đánh về phía lăng hàn. Người cũng ăn ta một côn, một côn này thật đáng sợ, phảng phất như toàn bộ vị diện đều ép về phía lăng hàn, có thể băng diệt hết thảy. Nếu như để tân khí hổ tới vị diện trung đẳng, một kích này xác thực chính là uy lực như thế, chiến lực của ngũ bộ đủ để so sánh vị diện trung đẳng bạo phát. Lăng Hàn không có khả năng chống đỡ được, chiến lực song phương kém có chút nhiều. Hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, hưu, thân hình đột nhiên biến mất. Oanh, một côn của tân khí hổ lập tức đánh hụt. Chuyện gì xảy ra, tân khí hổ ngừng chân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như lăng hàn xé mở không gian thoát đi, vậy hắn có thể cảm ứng được. Thế nhưng mà, mặc dù cái này là một vị diện, nhưng là một vị diện đã chết, không có chút quy tắc nào, hơn nữa là ở trong hư không. Người ở trong hư không còn phá vỡ không gian thế nào. Nào có không gian cho người phá vỡ, hắn là phá vỡ hư không về tới bản vị diện. Tân Khí Hổ thì thào, nhưng cái này cũng không đúng, không có vị diện tọa độ chỉ dẫn, căn bản không biết nên ra ngoài như thế nào mới đúng. Cổ quái, tiểu tử này làm sao lại hư không tiêu thất? Tân Khí Hổ đứng yên thật lâu, lúc này mới quay người rời đi, hắn nhất định sẽ lần nữa tìm được Lăng Hàn, đến lúc đó sẽ không cho đối phương có bất kỳ cơ hội bỏ chạy, một kích miểu sát, dù đánh lén cũng không quan trọng. Đạt tới độ cao như hắn, còn để ý ánh mắt của người khác sao? Lăng Hàn đương nhiên là lợi dụng lực lượng vị diện vô tận trong cơ thể làm chỉ dẫn, trực tiếp về tới một vị diện. Người khác làm không được, nhưng hắn không giống, có thể ở nguyên thế giới tùy ý xuyên thẳng qua. Nơi này đối ứng dĩ nhiên không phải viêm xương vị diện, mà là một vị diện cấp thấp, cảm ứng được lực lượng đáng sợ trong cơ thể hắn, thiên địa tỏa ra phản ứng, hạ xuống thiên kiếp trùng điệp, muốn ma diệt hắn. Đây đương nhiên là uổng phí Lăng Hàn cũng không để ý, hắn nhíu mày, tân khí hổ vẫn rất không muốn mặt, rõ ràng là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, lại ngay cả đánh nhau cùng cấp cũng không dám. Cho nên nói, tân khí hổ chẳng những là thiên kiêu, càng là một kiêu hùng, làm việc chỉ cầu kết quả, không quan tâm quá trình. Hắn chỉ cần Lăng Hàn chết, không quan trọng dùng loại phương pháp nào xử lý. chương 3247, Kinh Người Liên Hệ một. Lăng Hàn gãi gãi đầu, coi như hắn bước vào tam bộ, đoán chừng cũng chỉ có thể cùng đối phương sánh vai, thậm chí vẫn phải kém một chút, chỉ có đồng dạng là tứ bộ hắn mới có đầy đủ tự tin chấn áp đối phương. Không có cách, bản thân tân khí hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, há có thể xem thường? Lại ăn vài cây đại dược, ta ắt con niềm tin xung kích tam bộ. Lang Hàn thì thào nói, mặc dù trở thành tam bộ cũng không cách nào chấn áp tân khí hổ, nhưng ít ra cũng có tư cách đối kháng. Tâm hắn niệm khẽ động, xé mở không gian, lần nữa về vị diện thần bí trong hư không kia. Chỉ là đi ra dễ dàng trở về lại không dễ làm, bởi vì vị diện kia không có tọa độ. Lăng Hàn tiến vào hư không, sau đó dựa vào ký ức trong lòng, bước về phía phương hướng kia. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là hư không chỉ có năng lượng phong bạo vô tận, cảnh vật không có bất kỳ biến hóa, coi như đi 100 năm, 1000 năm cũng phảng phất như dậm chân tại chỗ mà thôi. Nhanh, sắp đến rồi. Lăng Hàn tự nhủ, mười mấy năm sau, hắn rốt cục nổi lên cảm giác, phiến vị diện thất lạc kia không xa. Nhưng vào lúc này, một cỗ tim đập nhanh không cách nào hình dung dâng lên ở trong lòng hắn, còn không có đợi hắn làm ra phản ứng, chỉ thấy một cây roi màu đen đánh tới hắn. Trong hư không, ở đâu có roi, hơn nữa có ai có thể tinh chuẩn phục kích hắn như thế. Cuồng loạn, dựa vào, tại sao lại gặp nó? Cái hư không này là nó mở sao, nói tới thì tới. Lăng Hàn vội vàng xé mở không gian, hắn muốn chạy trốn ra hư không, không thì lọt vào trong tay cuồng loạn, vậy thật không biết sẽ là kết quả như thế nào. Hắn không phải thất bộ, có thể bất tử bất diệt. Một vị diện trung đẳng nào đó, một tên tiên vương ngay ở miệng núi lửa luyện chế tiên khí, hắn đã ở đây hai ước năm, cách thành công chỉ có một bước. Trên mặt hắn có vẻ kích động, tự tay đúc ra tiên khí, thật giống như nhìn xem con của mình xuất thế, đó là một loại mừng rỡ không cách nào hình dung, còn có cảm giác thành tựu. Phúc hoành, hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ chấn kinh, bởi vì nham tương trong miệng núi lửa đột nhiên xuất hiện một không gian cự đại, có năng lượng hư không mãnh liệt, mà cái này còn không phải mấu chốt, thế mà còn có một tên nam tử từ bên trong té ra, trên mắt ca chân quấn lấy một dây thừng màu đen, nhìn kỹ, lại như một loại xúc tu nào đó, tản ra khí tức vô cùng tả ác. Dựa vào, đây là cái quỷ gì? Tên tiên vương này gọi nghiêm cửu linh, đột phá tiên vương cũng chỉ có một tỷ năm, tiên kim khó lấy được, cho nên thẳng đến 200 triệu năm trước hắn mới cuối cùng lấy được một khối, có thể luyện chế tiên vương bảo khí của mình. Có thể trở thành tiên vương, hắn đương nhiên thấy qua việc đời, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy núi lửa nham tương lật ra, chạy ra một người, vẫn để hắn cả kinh đến không kiềm chế được. Phải biết, đây chính là miệng núi lửa có thể luyện hóa tiên kim, nhiệt độ cao đáng sợ đến mức nào, ngay cả tiên vương tầng 7, tầng 8 cũng có thể thiêu cháy thành cho bụi. Bởi vậy, hắn giật mình một cái, tiên khí trong tay lập tức thất thủ rất xuống, ba, rơi vào trong nham tương nóng hổi. A, à, tiên khí của ta, hắn kinh hô, thần sắc trên mặt tràn đầy tiếc hận. Trừ khi hắn dảo bước tiến lên tầng 8, cái kia còn có thể đối kháng nhiệt độ cao hừng hực như vậy, nếu không tùy tiện xuống dưới chính là chịu chết. Giờ khắc này, hắn đương nhiên hận chết nam nhân trước mặt. Chỉ là, đối phương có thể từ trong nham tương xuất hiện, cái kia lại là thực lực đáng sợ đến bực nào. Bởi vậy, hắn chỉ ngó chừng nam tử kia, thấy người kia cực kỳ chật vật lấy tay làm đau, chảm xúc tu trên mắt cá chân, tựa hồ kia là đồ vật đáng sợ nhất trên đời này. Trên thực tế chính là như vậy, bởi vì đây là xúc tu của cuồng loạn. Mặc dù Lăng Hàn kịp thời trốn ra hư không, nhưng xúc tu của cuồng loạn vẫn quấn lên mắt cá chân của hắn, bị hắn mang ra ngoài, còn tốt hư không kịp thời đóng lại, giống như chảm đao cắt đứt xúc tu. Hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, lập tức, một cỗ ý niệm vô cùng tà ác lao vào trong đầu của hắn. Oanh, cùng lúc, trong thức hải của hắn cũng hiện lên hình tượng trùng điệp, nhưng không phải ý niệm này truyền đến, mà đến từ chỗ sâu trong ký ức của hắn. Cái gì, hắn còn có dạng ký ức này? Lăng Hàn chấn kinh, chẳng lẽ đây chính là thức tỉnh mà mông đông nói tới? Tại sao lại cùng cuồng loạn nhắc lên quan hệ? Một vài bức hình ảnh xuất hiện ở trong thức hải của Lăng Hàn, hắn nhìn thấy một sinh vật cổ quái, to lớn không cách nào hình dung, toàn thân mọc đầy xúc tu, nó dính ở phía trên một vị diệt, giống như cố gắng muốn chen vào, lại không cách nào vào được. Như vậy liền có thể nhìn ra được, nó cùng một vị diện không sai biệt lắm, thậm chí càng vượt qua một chút. Quá kinh khủng, sinh linh gì có thể dài đến tình trạng như vậy? trong lòng lăng hàn đột nhiên dâng lên một cái tên cuồng loạn chỉ có cuồng loạn nó thân hóa vị diện thôn vệ hết thảy chẳng lẽ đây chính là hình tượng chân thực của nó đang cùng viêm xương vị diện rằng có sao tâm linh của lăng hàn đại trấn hắn không biết vì sao mình lại có dạng ký ức này hết lần này tới lần khác lại bị lực lượng của cuồng loạn kích phát mỗi lần cuồng loạn đều có thể ở trong hư không phát hiện hắn nhanh chóng đánh tới chẳng lẽ có liên quan với nó sao còn có lăng hàn đột nhiên khẽ giật mình trước đó mặc dù cuồng loạn khí thế hung hung còn ra tay với hắn nhưng hiển nhiên không có dự định đưa hắn vào chỗ chết tựa hồ chỉ muốn kích phát đoạn ký ức chôn giấu trong thân thể hắn lăng hàn có loại cảm giác muốn điên cuồng loạn đây là ý gì ba phen mấy bận đánh lén hắn chính là vì để hắn nhìn thấy một loại hình tượng nào đó sao không còn có một cô ý niệm tả không cách nào hình dung giống như muốn tỉnh lại một loại lực lượng bị đè nén nào đó trong cơ thể hắn oanh hình ảnh trong đầu không ngừng biến ảo sinh linh to lớn kia cùng vị diện nào đó không ngừng rằng co, mà ở trong vị diện kia, cũng có vô số cường giả đang chống cự, ngăn cản sinh linh to lớn kia xâm lấn. Những người này, đều là thiên tôn, trong lòng Lăng Hàn có minh ngộ, cái này nhất định chính là cuồng loạn cùng cường giả của viêm xương vị diện chiến đấu. Hình tượng tiếp tục chấp động, cuồng loạn từ đầu đến cuối công không được vị diện này, thế là, thân hình nó lắc một cái, chỉ thấy có mấy trăm điểm sáng từ trong trong cơ thể nó tuôn ra, xuyên qua trong hư không. Chương 3248, kinh người liên hệ 2. Lúc này, hình tượng xuất hiện biến hóa, đi theo những điểm sáng này, có điểm sáng gặp được hư không phong bạo, rất nhanh liền chôn vùi, nhưng cũng có chút điểm sáng xuyên qua hư không, xuất hiện ở trên vị diện khác. Hình tượng đi sát đằng sau một điểm sáng trong đó, tiến vào một vị diện, lập tức để Lăng Hàn dâng lên cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Tiên vực, điểm sáng cũng không ngừng, nó xuyên qua tiên vực, tiến vào cổ giới, lại từ cổ giới đánh vào tiểu thế giới nào đó đi vào trong thân thể một người nào đó đây là nữ tử nàng nâng cao cái bụng lớn nhưng quần áo tả tơi xem xét chính là người vô cùng nghèo khó hơn một tháng sau nàng sinh nở một đứa bé là nam hài nhưng nàng lại bởi vì khó sinh mà chết nam hài bị người thu dưỡng nhưng rất nhanh liền lưu lạc đầu đường lấy trộm vặt móc túi mưu sinh lại bởi vì cơ duyên xảo hợp bái vào một môn phái đi lên một con đường khác về sau nam hài này thế mà phát hiện hắn có thiên phú đan đạo kinh người thế là, hắn lại bắt đầu học đan thuật. Miệng lăng hàn không tự chủ được mở lớn, bởi vì, đây là hắn ở kiếp trước, rất nhanh, hắn liền thấy mình bị thiên phượng thần nữ ức hiếp, khắp nơi đi tìm di tích cổ, ý đồ lật bàn, kết quả lại bị hắc tháp chấn chết, linh hồn được hắc tháp bảo tồn, thẳng đến vạn năm trôi qua, hắn lại được đưa vào trong thân thể này, thay vào đó. Ở trong quá trình này, điểm sáng kia từ đầu đến cuối bất diệt, lại xuất hiện biến hóa vi diệu. Banh, thân hình lăng hàn chấn động, bỗng nhiên tỉnh lại, hình tượng trong thức hải biến mất, mà ngàn vạn lực lượng vị diện trong cơ thể cùng nhau phát tác, ngạnh xanh ma diệt ý chí tà ác kia của cuồng loạn. Ông, thức hải của hắn phát quang, hiện ra một ký hiệu mới, lập tức áp chế tất cả thiên tôn ký hiệu khác đến ảm đạm phai mờ. Cái này đúng là ký hiệu cấp 1, lang hàn hoàn toàn mộc trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Lượng tin tức quá lớn, hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu trải vuốt nếu như hắn nhìn thấy hình tượng là thật mà không phải cuồng loạn cố ý tạo ra lừa bịp hắn như vậy hắn thực sự cùng cuồng loạn có ngàn vạn tia quan hệ căn cứ hình tượng hắn nhìn thấy hắn có một suy đoán ở hơn một kỷ nguyên trước cuồng loạn chậm chạp không cách nào đánh hạ viêm xương vị diện gặm được khối xương cứng này nó liền định ra một phương án từ trong cơ thể đánh ra mấy trăm điểm sáng cái này cực có khả năng cùng loại với hạt giống sinh mệnh hay truyền thừa gì đó tóm lại những điểm sáng này có chôn vùi trong hư không có chút lại đi về phía từng vị diện. Mà hắn, là người được điểm sáng chọn chúng, theo lý mà nói, hắn nên được một loại truyền thừa nào đó mới phải, nhưng không biết tại sao, điểm sáng này bị hàng phục. Thẳng đến vừa rồi, cuồng loạn cùng hắn tiếp xúc, những hình tượng ẩn tàng này mới toàn bộ tái hiện, để hắn thấy được đoạn lịch sử quá khứ kia. Đây cũng là một truyền thừa, bởi vì hắn đạt được một thiên tôn ký hiệu cấp 1. Cân nhắc đến mông đông một mực nói hắn còn không có thức tỉnh, còn gọi hắn là tiểu đệ, vậy đối phương cũng hẳn là người bị điểm sáng của cuồng loạn chọn chúng. Mục đích là cái gì? Cuồng loạn không có khả năng cố ý tặng lễ cho bọn hắn, mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một, chính là phá hủy nguyên thế giới, để nó thôn phệ. Cho nên, bọn hắn những người được tuyển chọn này, sứ mệnh hẳn là phá hư viêm xương vị diệt, suy yếu lực lượng của viêm xương vị diệt, làm cho nó có thể thôn phệ. Cái suy đoán này hẳn là rất hợp lý, nhưng vấn đề tới, Lăng Hàn lại không ngốc, tại sao hắn phải trợ giúp cuồng loạn. Lăng Hàn cũng không cảm thấy, cuồng loạn đưa hắn một thiên tôn ký hiệu cấp 1, hắn liền phải thay đối phương bán mạng, đây là chuyện không thể nào. Hắn không có ngốc như vậy, cuồng loạn hẳn là cũng không có ngây thơ như thế. Chờ chút, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó có một cô ý thức đã ác tiến vào thức hải của hắn, nhưng còn chưa kịp phát huy tác dụng, liền bị lực lượng vị diện phun trào trong cơ thể hắn ma diệt. Chẳng lẽ, bình thường mà nói, cô ý thức này hẳn là sẽ ảnh hưởng hắn, khiến cho hắn phản bội đầu hàng, đưa về trận doanh cuồng loạn cái này rất có thể có thể viên mãn giải thích kết luận của hắn vừa rồi nhưng vấn đề lại tới cuồng loạn tuyệt sẽ không làm chuyện không có nắm chắc như vậy hắn dựa vào cái gì có thể chống cự cỗ ý thức kia thực lực cuồng loạn siêu việt thất bộ ý thức của nó dễ ma diệt như vậy sao lang hàn biết mình rất nhiều bức tu ra ngàn vạn lực lượng vị diệt bản thân tương đương với một nguyên thế giới cỡ nhỏ nhưng dù sao cũng là cỡ nhỏ a à, hắn ngay cả tân khí hổ cũng không thể đánh lại dựa vào cái gì mạnh đến ma diệt ý thức của cuồng loạn biết đến chân tướng càng nhiều lăng hàn ngược lại càng mê mang hắn giải khai một chút bí ẩn tỉ như vì cái gì mông đông nhận định hắn là bằng hữu mở miệng ngậm miệng chính là tiểu đệ tiểu đệ từ một ý nghĩa nào đó bọn hắn đúng là một bọn vì cái gì cuồng loạn luôn có thể ở trong hư không tùy tiện tìm được hắn là bởi vì điểm sáng trong cơ thể hắn phảng phất như đèn trong bóng tối đối với cuồng loạn mà nói quá rõ ràng chính là nó phân chia ra một bộ phận phiền quá phiền lăng hàn mở hai mắt bực bội đến muốn đánh người, thế là, hắn thấy được nghiêm cửu linh đứng ở trước mặt. Bái kiến đại nhân, trong lòng nghiêm cửu linh nhảy dựng, vội vàng ôm quyền hành lễ. Mặc dù trong lòng hắn oán trách, bởi vì lăng hàn dọa hắn nhảy một cái, ngay cả tiên khí sắp đúc thành cũng không có. Nhưng thực lực của lăng hàn rõ ràng ở trên hắn, không nói cái khác, chỉ nói vừa rồi đối phương mở mắt, phát ra uy thế kém chút để hắn tè ra quần. Phải biết, hắn là tiên vương A, đã đứng ở cấp độ tương đương quy tắc, Hắn cũng bị dọa thành như vậy, có thể thấy được Lang Hàn khủng bố cỡ nào. Lang Hàn chỉ nhìn hắn một cái, lập tức nắm giữ tiền căn hậu quả, vừa rồi hắn chỉ là không có lưu ý, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết, chỉ là giấu ở trong trí nhớ, hiện tại lật ra liền sáng tỏ. Hắn gật gật đầu, tay lộn một cái, đã nhiều ra một khối tiên kim. Hắn tùy ý nhào nặn, khối tiên kim này rất nhanh liền biến thành hình kiếm, sau đó bắn về phía Nghiêm Cửu Linh. Bồi ngươi một thanh kiếm, Nghiêm Cửu Linh chết lặng tiếp nhận kiếm miệng bởi vì giật mình mà sắp lướt đến lỗ tai. Chương 3249, bộ phận chân tướng. Đây chính là tiên kim a, đồ vật kiên cố nhất trên đời này. Tiên vương tầng 9 xác thực có thể đánh gãy tiên kim, nhưng tuyệt không có khả năng giống như Lăng Hàn nhẹ nhàng như vậy, giống như bùn tùy ý nhào nặn. Lực lượng như vậy, siêu việt cấp độ tiên vương, hắn quỳ xuống, cung kính nói, "Vãn bối Nghiêm Cửu Linh, bái kiến tiền bối." Lăng Hàn phất phất tay, "Đi thôi, nơi này rất nguy hiểm, người lại chờ đợi ở đây chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. vâng, nghiêm cửu linh vội vàng nâng lấy tiên kiếm rời đi. hình đã đúc tốt tiếp xuống chỉ cần hắn lấy ý chí võ đạo bản thân ôn dưỡng liền có thể trở thành tiên khí. lang hàn đứng trang nghiêm bất động. hắn cũng không phải là dọa nghiêm cửu linh mà là đợi chút nữa nếu phát sinh đại chiến chỉ là tiên vương tầng một ngay cả pháo hôi cũng không tính. một lúc sau chỉ thấy hư không phá vỡ đi ra một người. mông đông tiểu đệ lần này biết mình là người nào chưa? Hắn vừa cười vừa nói, Lăng Hàn bất động thanh sắc, đối với mông đông xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương là người của cuồng loạn, mà hắn thức tỉnh ký ức, đối phương tới chính hợp ý hắn. Hắn nâng tay lên, ông, một viên ký hiệu phát sáng, áp bách đến thiên địa thất sắc, lập tức có thiểm điện vô tận đánh về phía hắn. Đây là thiên tôn ký hiệu vừa mới đạt được, cấp 1. Cực kỳ cổ quái, cái ký hiệu này không cần hắn lĩnh ngộ, vừa hiện ra liền bị hắn nắm giữ, phảng phất như hắn sớm đã có được, chỉ là trước đó bị hắn lãng quên ở góc nào đó mà thôi. Mông đông thấy vậy, lập tức cười ha ha, tiểu đệ, cuối cùng ngươi cũng trở lại, lang hàn cười nhạt một tiếng, trên người của ta có chút vấn đề, một ít ký ức không quá rõ. Mông đông gật đầu, ngươi xác thực khác biệt những người khác, chúng ta chỉ cần dảo bước tiến lên thiên tôn liền tự động thức tỉnh, nhưng ngươi lại đến nhị bộ còn không có thức tỉnh, vẫn là bản chủ phát lực, cưỡng ép thúc giục ký ức ngủ say của ngươi. Quả nhiên, mặc dù trong lòng lăng hàn đã sớm có suy đoán thế nhưng nghe được mông đông chính miệng nói hắn vẫn cực kỳ chấn động nhưng trên mặt không có bất kỳ biến hóa chút lực khống chế ấy hắn vẫn phải có bản chủ xem ra mông đông là hoàn toàn đứng ở bên cuồng loạn hắn cố ý lộ ra vẻ buồn rầu hiện tại trong đầu ta tất cả đều là một đoàn tán loạn tràn đầy mê mang tiểu đệ người phải biết chúng ta đều là một bộ phận của bản chủ ngày sau đều phải trở về bản chủ trở thành chúa tể của toàn bộ nguyên thế giới trên mặt mông đông lộ ra vẻ cuồng nhiệt tiểu đệ nếu không phải trong cơ thể ngươi có lực lượng bản chủ ngươi làm sao có thể yêu nhiệt như vậy trở thành thiên tôn cường đại như thế nếu không phải bản chủ ngươi làm sao có thể có được năng lực thôn vệ sinh mệnh tinh khí hóa thành tu vi bản thân chúng ta hết thảy đều là bản chủ ban cho cho nên ngươi nhất định phải kiên định tín nhiệm không thể có suy nghĩ lung tung gì trong lòng lăng hàn hơi động lúc trước hắn có thể bị hắc tháp chọn chúng có phải cũng là bởi vì trong cơ thể hắn có cuồng loạn chi lực hay không? Trong lòng của hắn hiện lên một tia mê mang, chẳng lẽ hắn có thể đi đến một bước bây giờ, đều là bởi vì cuồng loạn? Tất cả cố gắng của hắn đều là uổng phí sao? Không, Lăng Hàn lập tức thầm nói, mặc kệ là cuồng loạn chi lực, hay hắc tháp, xác thực có khả năng ở trên đường hắn trưởng thành làm ra tác dụng, nhưng chân chính quyết định mệnh vận vẫn là chính hắn. Hắn nói, bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Cố gắng tu luyện, đợi cho rảo bước tiến lên lục bộ, chúng ta liền có thể bắt đầu hành động. Mông đông lộ ra sát khí mãnh liệt, trong lòng lăng hàn run lên, người khác nói muốn đạt tới lục bộ, khả năng này chỉ là một loại hy vọng xa vời, nhưng trong cơ thể đám người mông đông đều có một tia lực lượng của cuồng loạn, rảo bước tiến lên lục bộ tuyệt đối không khó. Phải biết, cuồng loạn có thể hư không tạo vật, lục bộ cũng có thể hình thành đại quân, để bọn người mông đông đạt tới lục bộ tuyệt không phải không có khả năng. Đến lúc đó, các loại thất bộ như lâm lạc bị chủ thể cuồng loạn kiềm chế, hậu phương, mấy trăm lục bộ cùng một chỗ phát huy, viêm xương vị diện ngăn cản như thế nào. Đợi sinh linh của viêm xương vị diện chết hết, lực lượng thiên địa liền suy sụp đến cực hạt, cuồng loạn liền có tư cách trực tiếp thôn vệ viêm xương vị diện, căn bản không cần đi quản những thất bộ kia. Lại nói, hiện tại ngoại vực chiến trường tương đương bị phong ấn, không có ngoại hoạn, chỉ còn lại có nội đấu, nhìn xem đoạn thời gian trước chết bao nhiêu thiên tôn. Đợi đến thời khắc đám người mông đông nổi lên, viêm xương vị diện còn có thể có bao nhiêu lục bộ. Lăng Hàn càng nghĩ càng kinh hãi, đây hết thảy chẳng lẽ đều là mưu kế của cuồng loạn. Phong tỏa ngoại vực chiến trường, khiến cho thiên hạ xuất hiện dấu hiệu thái bình, để đám thiên tôn bắt đầu nội đấu, mà lực lượng nó tiềm phục cũng đang không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, đến lúc đó đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt viêm xương vị diện. Ha ha, lúc nào ta có thể nhìn những huynh đệ tỉ muội khác? Lăng Hàn hỏi, nếu như có thể nắm giữ thân phận của những người này, Vậy hắn nhờ đám người Chu Hằng sở hạo xuất thủ, liền có thể sớm san bằng họa loạn này. Mông Đông cười ha ha một tiếng, "Tiểu đệ, đừng nóng vội, chờ thời điểm đến, tự nhiên sẽ để ngươi giống như tất cả mọi người gặp mặt." Dựa vào, gia hỏa này vẫn rất cảnh giác, vẫn không chịu yên tâm. Lăng Hàn không nói tiếp, dục tốc bất đạt, hắn không thể đánh rắn động cỏ. Mông Đông lại cùng Lăng Hàn nói một hồi, chủ yếu là bình tĩnh cảm xúc của Lăng Hàn dù sao cũng là đột nhiên đưa về trận doanh cuồng loạn làm sao có thể lập tức liền thích ứng nói một lúc hắn nói tiểu đệ về sau lại liên hệ ta cực kỳ chờ mong cùng ngươi liên thủ trong lòng lăng hàn xẹt qua một ý niệm có phải hiện tại liền bắt mông đông ép hỏi bí mật của hắn hay không nhưng lo nghĩ hắn liền bỏ đi ý nghĩ này ai biết cuồng loạn có chuẩn bị gì ở sau vạn nhất dưới bức cung thức hải của mông đông trực tiếp bạo liệt vậy thì mất đi một manh mối trọng yếu lăng hàn gật đầu tốt Đợi thời điểm đến sẽ liên lạc lại, hắn dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi, cái vị diện thất lạc kia có phải là bản chủ cố ý chỉ dẫn chúng ta đi hay không? Chương 3250, quyết định, Mông Đông lộ ra vẻ không hiểu, cái này ta cũng không rõ ràng, theo lý mà nói không nên. Mặc dù tranh đoạt giống như bây giờ xác thực sẽ để cho rất nhiều thiên tôn tự giết lẫn nhau, nhưng tài nguyên trong này nhiều lắm, đủ để cho thiên tôn còn lại thực lực tăng lên một mảng lớn đợi thời điểm ta liên hệ với bản chủ tự nhiên sẽ hỏi thăm tinh tường ta đi đây hắn xé mở hư không tự nhiên lại đi vị diện thất lạc kia nơi đó có quá nhiều đồ vật chân quý ngay cả lục bộ cũng coi là bảo địa lang hàn trầm ngâm từ nơi sâu xa tựa hồ có mấy cỗ lực lượng đang đọ sức cuồng loạn không thể nghi ngờ chiếm cứ chủ động bản thể của nó đang áp chế viêm xương vị diện có thể không ngừng chuẩn bị nếu hết thải theo nó tưởng tượng tiến hành tiếp nó thật có một ngày thôn vệ nguyên thế giới nhưng một viễn cổ vị diện thất lạc xuất hiện ẩn chứa đại dược thiên tôn ký hiệu tuyệt không nên tồn tại khiến cho cấp độ thiên tôn đang không ngừng tăng lên cực có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hiện ra thất bộ mới đây tuyệt đối không phải cuồng loạn muốn xem lúc trước vị diện thất lạc kia đến cùng là sụp đổ như thế nào hơn nữa là vị diện chồng vị diện trên lý luận là căn bản không có khả năng phát sinh có lực lượng gì siêu việt thất bộ có thể làm được hết thảy lang hàn đứng yên thật lâu một ngày này hắn tiếp nhận lượng tin tức có chút lớn cần hảo hảo trải vuốt mười ngày sau hắn xé mở hư không đi ra hắn đã kiên định tín nhiệm mặc kệ cuồng loạn đã từng đối với hắn làm qua cái gì hắn chính là hắn không vì bất luận kẻ nào mà sống trong lòng của hắn người nhà bằng hữu lớn hơn hết thảy hắn nhất định sẽ thủ hộ nguyên thế giới tuyệt không để cuồng loạn đạt được xuyên qua trong hư không lần này cũng không cần lo lắng cuồng loạn sẽ tìm tới hắn thứ nhất cuồng loạn nghĩ hắn đã thức tỉnh không có lý do tiếp tục tìm tới hắn. Thứ hai, hắn đã ma diệt mất lạc ấn mà cuồng loạn lưu lại, đã mất đi hải đăng, hư không to lớn như thế, làm sao tìm được. Nửa năm sau, hắn rốt cuộc thấy được thế giới thất lạc kia. Thân hình hắn rơi xuống, chen vào trong vị diện. Đây là vị diện tầng ngoài cùng, lăng hàn không chút dừng lại, xuyên qua địa tầng, bước về vị diện phía dưới. Tiến vào tầng thứ hai, hắn trở lại căn cứ, tìm ba người chu hằng, từ đầu chí cuối nói ra sự tình bản thân liên quan tới cuồng loạn hắn không có dấu diếm bởi vì không thẹn lương tâm rất thẳng thắn cái này khiến đám người chu hằng chấn kinh không nghĩ tới cuồng loạn còn chơi một tay như thế lăng hàn việc này quá lớn cho ta tự mình kiểm tra thần hồn của ngươi chu hằng nói hắn không phải không tin lăng hàn nhưng thủ đoạn của cuồng loạn quá kinh người ai biết nó có thể ở trong thức hải của lăng hàn thiết hạ cửa sau gì không về sau bạo phát ra có thể khống chế lăng hàn lăng hàn gật đầu hắn cũng muốn biết có triệt để tiêu trừ hậu hoạn hay không chu hằng đưa tay đặt ở trên trán lăng hàn thần thức dò vào một lát sau hắn thu tay về thế nào lâm tiêu dương cùng sở hạo đều hỏi sắc mặt của chu hằng có chút cổ quái trong cơ thể tiểu tử này có lực lượng vị diện vô tật phảng phất như một ma bàn thần hồn của ta căn bản không có cách xâm nhập ngay tức khắc liền bị ma diệt con đường này đi xuống thật thần kỳ như vậy lâm tiêu dương kinh ngạc nói thấy lăng hàn lộ ra vẻ không hiểu hắn nói kỳ thật gia phụ đã từng có dạng tưởng tượng này ngưng lực lượng vị diện của toàn bộ nguyên thế giới, nhưng đây là chuyện không thể nào, chuẩn thiên tôn không có tính dung nạp cường đại như vậy. Cực điểm đại khái là một ngàn lực lượng vị diện, nhưng đây là lực lượng lớn nhất, đến cực hạn liền không cách nào tiến lên. Cho nên, đám người gia phụ nghĩ ra một biện pháp khác, cái kia chính là ở thời điểm rảo bước tiến lên thiên tôn, ở trong cơ thể cắm vào một vị diện cỡ nhỏ, chỉ cần tự thân trưởng thành, vị diện này cũng có thể đi theo trưởng thành. Sơ kỳ, cái này không bằng thiên tôn dung nạp mấy trăm lực lượng vị diện, nhưng có tiềm lực trưởng thành vô tận. Không sai biệt lắm từ lục bộ bắt đầu, chính là loại biện pháp sau càng mạnh. Như U Liên, Tân Khí Hổ, đều là như thế. Khó trách bọn hắn dảo bước tiến lên tứ bộ chỉ dùng vài ức năm, bởi vì không cần đi thu thập lực lượng đặc thù ở từng vị diệt, đương nhiên sẽ nhanh. Nhưng mà, người lại đi ra một con đường hoàn toàn khác biệt, tương đương với dung hợp cả hai biện pháp, cái này nếu để ngươi tu đến cực hạn. T, ba người chu hằng đồng thời hít một ngụm khí lạnh, cái này sẽ mạnh đến mức nào. Theo ta đoán chừng, tiềm lực phát triển của Lăng Hàn bất khả hạn lượng, có lẽ có thể nhảy ra thất bộ, đứng ở độ cao tương đương cuồng loạn, thậm chí siêu Việt cũng không nhất định. Sở hạo nói, Lâm Tiêu Dương cũng gật đầu, cho nên, Lăng Hàn tuyệt không có khả năng bị cuồng loạn khống chế, nó tuyệt sẽ không cho phép tồn tại có thể uy hiếp được mình trưởng thành. Chu Hằng nhìn về phía Lăng Hàn, trên người người khẳng định xảy ra biến hóa gì kinh thiên, dẫn đến cuồng loạn khống chế mất đi hiệu lực, cũng làm cho ngươi có thể dung nạp lực lượng vị diện của toàn bộ nguyên thế giới khiến cho ngươi trở thành một nguyên thế giới khác có tiềm lực phát triển vô tận ba người đều khẳng định tình huống của lăng hàn quá đặc thù tuyệt không phải cuồng loạn có thể khống chế hiện tại vấn đề là tìm được đám người mông đông sớm tiêu diệt bọn hắn bằng không đợi bọn hắn đạt tới lục bộ kia thật là đuôi to khó vẫy xử lý không tốt lâm tiêu dương nghiêm nghị nói bất quá hiện tại chỉ biết có mông đông cùng lâu tây nguyệt nếu tùy tiện hành động cực có khả năng đánh rắn động cỏ, khiến người khác triệt để che giấu thân phận, không đến lục bộ tuyệt sẽ không ra. Cho nên, vấn đề này còn phải giao cho Lăng Hàn, điều tra ra dư nghiệt còn lại của cuồng loạt, chúng ta lại thông cáo thiên hạ, đồng loạt ra tay, tiêu diệt những dư nghiệt này. Lăng Hàn gật đầu, ta sẽ hết sức, hắn cáo lui rời đi, trước tăng vệ kim thiết trong tay lên tới tầng thứ tối cao, sau đó luyện thành một kiện trí tôn bảo khí, hoàn toàn thiên hướng phòng ngự. Ngay cả phệ kim thiết cũng có tính hạn chế, lạc ấn ý chí võ đạo có hạt, cho nên, thiện công liền không sở trường thủ, dù sao đây chỉ là khí. Chí tôn bảo khí hoàn toàn phòng ngự, lại thêm bản thân phệ kim thiết cứng cỏi, năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người. chương 3251, Viễn Cổ Phiến Đá Lăng Hàn trở lại tầng thứ nhất, rời đám người trong tiên khách cư ra, sau này nó sẽ là tiên khách cư mới, sau đó kêu nữ hoàng cùng hổ nữ, tiếp tục ra ngoài tìm kiếm khoáng mạch. Hắn phải nhanh một chút đạt tới tam bộ, nếu không, ở trong loạn thế này thật không có cảm giác an toàn gì, tùy tiện đi ra một cái tân khí hổ liền để hắn chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Cái này nếu để tân khí hổ biết, khẳng định sẽ nổi giận, hắn là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, không phải am miêu a à cầu. Qua nhiều năm như thế, kỳ thật khoáng mạch của vị diện này cũng bị thăm dò đến không sai biệt lắm, lang hàn liền tìm kiếm địa tâm. Nói không chừng, phía dưới còn có một vị diện, nếu như đã xuất hiện một vị diện trùng điệp, vì cái gì không thể lại xuất hiện một cái. Ba người lăng hàn đi về phía dưới mặt đất, nghe nói có chút thế lực thâm nhập dưới đất, đi thăm dò có vị diện thứ ba hay không. Còn đến tột cùng là có hay không, trước mắt là tuyệt đối giữ bí mật, không có khả năng tiết lộ. Kết cấu đại địa của nơi này cực kỳ chặt chẽ, tầng đất bị áp xúc, đồng dạng một khối bùn đất, trọng lượng ở chỗ này ít nhất là mười mấy lần ở viêm xương vị diện, nhưng bởi vì thiếu khuyết lực lượng vị diện duy trì, dạng chặt chẽ này lại không chịu nổi một kích. Ôi, hổ nữ đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, đầu nữ muốn đụng thành hai nửa lang hàn quay đầu tình huống như thế nào nữ bị đụng hổ nữ sờ chán thình lình sưng lên một cái bánh bao lang hàn vội vàng đi trở về chỉ thấy trên con đường hổ nữ đi tới lại có một phiến đá to lớn tiểu nha đầu chính là đâm vào nó chẳng những khiến nàng ngừng lại còn làm chán sưng lên cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi hổ nữ là tứ bộ được ba loại lực lượng bản nguyên rèn luyện kia là cường hoành cỡ nào thế mà bị một phiến đá ngăn cản đầu xô ra cái bao Lăng Hàn nhìn về phía phiến đá kia, đã nát, dù sao nó là bị một tứ bộ đụng vào, thế gian ngoại trừ phệ kim thiết đại thành, còn có vật chất gì có thể cứng rắn như thế. Còn tốt, hổ nữ chỉ đụng thương chút ra, không có trở ngại. Lăng Hàn liền chuyên tâm nghiên cứu phiến đá, phát hiện cái đồ chơi này kỳ thật chính là vật liệu đá ở trên chiến trường vực ngoại, dùng tạo dựng tường thành phòng ngự. Loại vật liệu đá này vô cùng kiên cố, nhưng không thể làm thành bất kỳ bảo khí nào, bởi vì bản thân nó không có linh tính phía trên có chữ viết, nữ hoàng cũng đi tới. Lăng Hàn gật đầu, phía trên xác thực lít nha lít nhít khác lấy rất nhiều văn tự, nhưng khác hẳn hiện nay, không cách nào đọc ra. Ngô, đầu nữ đau quá, Lăng Hàn ngươi nhanh thổi cho nữ một chút. Hổ nữ núng nịu, Lăng Hàn đành phải kéo tiểu nha đầu lại, một bên xoa đầu nhỏ của nàng, một bên tiếp tục nghiên cứu phiến đá. Không biết ghi lại cái gì, nữ hoàng nói, tìm ngõ lý đến, hỏi hắn một chút, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, mặc dù ngõ lý cũng có thể không biết, nhưng hắn tinh thông suy tính, chỉ cần số lượng văn tự đủ nhiều, nói không chừng hắn có thể giải mã. Hắn lại tưởng tượng, được rồi, vẫn là ta đi tìm hắn, ngươi cùng hổ nữ đi đầu, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo lực lượng, có thể làm đèn sáng cho ta, chỉ dẫn ta tới đây. Lăng Hàn nói, nữ hoàng gật đầu, kéo hổ nữ đi, không muốn, nữ muốn cùng Lăng Hàn ở chung một chỗ, đừng chia lìa chúng ta. Hổ nữ giấy ruộng, lại không cách nào kháng cự được nữ hoàng, chỉ có thể vô ích kêu to. Lăng Hàn thu hồi phiến đá, phóng ra một cước, đã đi ra hư không, lại xé mở không gian, vị trí đã hoàn toàn khác biệt. Lực lượng vị diện trong cơ thể vận chuyển, hắn tìm kiếm vị trí viêm xương vị diện, sau đó phát động thân hình, như điện xuyên thẳng qua. Bỏ ra hơn 20 năm, hắn mới trở lại viêm xương vị diện, sau đó ở trong thiên hạ đệ nhất võ viện tìm được ngõ lý. Gia hỏa này một mực ở võ viện, chưa bao giờ định rời đi. Đến, phân tích cho ta một chút, chữ phía trên này có ý tứ gì? Lăng Hàn giao phiến đá cho Ngõa Lý, thật vất vả ở thất lạc chi địa phát hiện văn tự ghi chép, cũng có thể để lộ bí mật chỗ kia. À. 100 khối tiên kim, Ngõ Lý nhìn thoáng qua nói: "A, à, sao ngươi lại lên giá?" Lăng Hàn cười nói: "Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không để 100 khối tiên kim vào mắt, nhưng trêu ghẹo Ngõa Lý một chút lại rất vui." Ngõ Lý nghiêm nghị nhìn hắn: "Đây là văn minh hoàn toàn khác biệt, ta muốn phá giải vô cùng khó khăn." Lăng Hàn cười ha ha, vung tay lên ném ra mấy trăm khối tiên kim đến, đây là tiền tệ thông dụng cho đổ thạch, trên người hắn đương nhiên sẽ không thiếu. Ngõ lý lại không hỏi hắn vì cái gì cho nhiều, dù sao cho thêm có thể, cho ít là quyết không được. Cần bao lâu, Lăng Hàn hỏi, hiện tại, mấy năm đi, ngõ lý nói, Lăng Hàn hiếu kỳ, vậy trước kia, mấy trăm năm, hắn nói, cũng không phải rất dài, Lăng Hàn gật gật đầu, ở một bên ngồi xếp bằng. Yên tĩnh chờ đợi, hắn vừa vặn xử lý đầu mối, mình là cùng cuồng loạn nhắc lên quan hệ, đây cũng không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống. Hai người đều trầm mặc, một cái nghiên cứu phiến đá, một cái khác thì nghĩ đến sự tình của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt đã 7 năm trôi qua. Đã thành, ngõ lý đột nhiên nói. Lăng Hàn từ minh tưởng cấp độ sâu lấy lại tinh thần, mở hai mắt ra. Nói một chút, phía trên này ghi chép một sự kiện lớn, đại ý là, có một sinh linh vô cùng cường đại xuất hiện, uy hiếp đến thế giới của bọn hắn, còn có vô số thế giới tương tự, bởi vậy, cường giả của thế giới bọn hắn liền cùng cường giả của thế giới khác liên thủ, chung một chỗ đối kháng sinh linh này. Ngõ Lý nói, Lăng Hàn sững sờ, đây là nói cuồng loạn sao, nói cụ thể một chút, hắn nói, sinh linh mạnh mẽ này tên gì, Ngõ Lý lắc đầu, cái này ta không cách nào phiên dịch ra được, bởi vì bản thân danh tự không có ý nghĩa. Xác thực như thế, Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, trong đầu tổ chức lấy suy nghĩ. Trên phiến đá nói tới sinh linh mạnh mẽ, có thể chính là cuồng loạn hay không, bởi vì cái này quá phù hợp miêu tả về cuồng loạn. Nhưng mà, niên đại không khớp a, cuồng loạn cũng không phải ở thời điểm nguyên thế giới đản sinh liền xuất hiện, mà phát triển đến giai đoạn nào đó, võ giả vị diện nào đó ý tưởng đột phát, mới sáng tạo ra dạng quái vật này. Chương 3252, phí bạch trư. Từ đây, quái vật này dần dần thoát ly trường khống, nó thôn phệ tất cả võ giả, sinh linh của vị diện này, thậm chí cả bản thân vị diện này, thay vào đó, từ đây mở ra nhạc dạo cho vị diện chiến tranh lúc kia đám người lâm lạc cũng đã tu thành thất bộ muốn nói có hai vị diện phát sinh trùng điệp cùng một chỗ thất lạc ở trong hư không bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả cái này làm sao có thể nhưng nếu như cái này không phải cuồng loạn ra hỏa khủng bố như thế lại đi nơi nào tổng sẽ không hư không tiêu thất chứ còn có thất bộ chết đi vốn nên bất tử bất diệt hai vị diện trùng điệp ít nhất phải mấy trăm thất bộ liên thủ mới có thể làm được càng không thể tưởng tượng Lăng Hàn thở dài, xem ra, bí ẩn xa xa còn chưa tới thời điểm để lộ. Có đi vị diện trong hư không kia nhìn xem hay không? Hắn đè xuống tâm tình, hỏi ngõ lý. Không đi, ngõ lý không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Tốt, vậy sau này có thời gian trở lại thăm ngươi? Ngõ lý suy một tiếng, là có chuyện mới có thể tới đi. Lăng Hàn cười ha ha, thật là để ngươi nói đúng. Hắn trực tiếp xé mở không gian, tiến vào hư không, sau đó dựa vào một tia lực lượng vị diện lưu trên người nữ hoàng làm chỉ dẫn hắn ở trong hư không tiến hành xuyên thẳng qua cái này tự nhiên lại tốn mấy chục năm hắn lần nữa tới vị diện thất lạc kia lang hàn phát hiện mình thật đúng là bận bịu đã tới nơi đây mấy chuyến rồi hắn lắc đầu bắt đầu xuyên thẳng qua địa tầng tới tầng không gian thứ hai sau đó lại chui xuống dưới mặt đất bởi vì trên người nữ hoàng có lực lượng vị diện hắn lưu lại có thể làm đèn chỉ đường cho hắn vị trí của nữ hoàng rõ ràng còn ở trong lòng đất Chẳng lẽ phía dưới thật có vị diện thứ ba sao? Mặc dù Lăng Hàn sớm có suy đoán, nhưng khi một màn này thực sự phát sinh, hắn vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Trùng điệp hai vị diện liền cần mấy trăm thất bộ xuất thủ, ba cái. Lại cần vĩ lực cỡ nào? Lăng Hàn không dám nghĩ, chỉ ít hiện nay tất cả cường giả cộng lại cùng một chỗ cũng không thể làm được, chỉ sợ cuồng loạn cũng không được, không thì nó có thể trùng điệp vị diện, còn bắt không được viêm xương vị diện sao? Thân hình hắn ra tốc, không ngừng đi tới thiên tôn chi lực phun trào, chướng ngại gì ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích, như giấy mỏng. Cứ như vậy xuyên qua đại khái hơn 10 ngày, hưu, hắn phá vỡ một lớp địa tầng cuối cùng, thân hình xuất hiện ở trong một mảnh thiên địa mới. Núi cao nhô lên mấy vạn, mà hố thì sâu mười mấy vạn trượng, cái này trước kia rõ ràng chính là biển cả, nhưng bây giờ nước biển đã bốc hơi, chỉ còn lại có một hố trời cự đại. Quả nhiên, nơi này còn có vị diện thứ ba, lang hàn cảm ứng đến, cái này trước kia đồng dạng là vị diện cao cấp, nhưng bây giờ đã chết, chỉ có thể từ sáu loại lực lượng bản nguyên mạnh yếu tiến hành phán đoán. Đương nhiên, hiện tại Lăng Hàn chỉ có thể cảm ứng được một loại. Hắn phân biệt phương hướng, lần nữa phát động thân hình, giết gào mà đi. Lại vài ngày sau, phía trước xuất hiện dãy núi liên miên, nữ hoàng liền ở trong đó. Hưu, thân hình hắn hạ xuống, rất nhanh liền tìm được nữ hoàng cùng hổ nữ. Lăng Hàn, hổ nữ trước nhảy tới, một tay ôm lấy hắn. Người quá xấu, nữ sắp nhớ chết rồi, Người lại không quan tâm nữ sắp thương tâm chết rồi tiểu nha đầu này lang hàn dở khóc dở cười ôm tiểu nha đầu nói được rồi được rồi ta không phải trở về rồi sao Bản nữ muốn ngươi hôn một trăm cái không một ngàn cái hổ nữ cò kè mặc cả mắt to chấp chấp lang hàn thoáng có chút xấu hổ nơi này cũng không chỉ nữ hoàng cùng hổ nữ mà còn có trương tam lý tứ triệu ngũ một đám người hôn mấy cái còn được một trăm một ngàn cái sao được a à? về nhà lại hôn hắn nói với hổ nữ lúc này hổ nữ mới gật đầu mặt mày hớn hở có đôi khi nàng cũng rất dễ hống tình huống như thế nào hắn nhìn nữ hoàng hỏi nơi này phát hiện một tài nguyên khoáng sản cự đại trải qua những năm này khai thác còn lại đã không nhiều nhưng bộ phận tinh hoa nhất hẳn là ở chỗ này cho nên hiện tại ai cũng khai thác không được tất cả mọi người nhìn chằm chằm muốn đánh một trận nữ hoàng nói lang hàn gật đầu nói có cao thủ nào có không ít tứ bộ ngũ bộ cũng có mấy cái Nữ hoàng nghiêm nghị nói, Lăng Hàn cũng nhướng mày, tứ bộ hắn có thể bãi bình, nhưng ngũ bộ, dù hắn vận dụng ký hiệu cấp 9 tổ hợp cũng không giải quyết được. Trừ khi, nữ hoàng đột nhiên lộn tay, đã lấy ra vài cây đại dược. Những năm này, chúng ta cũng mở ra không ít đại dược, lưu lại cho ngươi một chút. Lăng Hàn, ngươi ăn vào, có phải liền thành tam bộ hay không? Hổ nữ cũng hỏi, Lăng Hàn vốn chính là nhị bộ đỉnh phong, trước đó cũng nền vững chắc cơ sở, thời điểm bị tân khí hổ truy sát càng rèn luyện lực lượng vô cùng tinh thuần, chỉ cần lại đẩy tu vi lên trước một chút xíu, hắn liền có thể đột phá. Có lẽ, cũng chỉ là sự tình tranh lệch vài cây đại dược. Lăng Hàn gật đầu, ta thử một chút, nếu hắn dảo bước tiến lên tam bộ, như vậy đối chiến ngũ bộ cũng có lực đánh một trận, đương nhiên, có thể áp chế hay không lại là một chuyện khác, dù sao có được chiến lực ngũ bộ cùng nghiền ép ngũ bộ là khái niệm hoàn toàn khác nhau. a à, hai vị tiên tử, vị này là... Đang lúc Lăng Hàn muốn đi vào tiên khách cư, chỉ thấy một nam tử khí vũ hiên ngang đi nhanh tới, mang trên mặt nụ cười ấm áp, lại không che đậy kiêu ngạo chút nào. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng, phiền phức, ngươi cứ việc bế quan, để ta giải quyết. Nữ hoàng từ tốn nói, lộ ra không thèm để ý chút nào. Lăng Hàn gật đầu, thân hình lóe lên, đã tiến vào tiên khách cư. Oa nha nha, vì cái gì không hỏi nữ, nữ cũng có thể giải quyết mà. Hổ nữ nhảy tới nhảy lui, lộ ra cực kỳ khó chịu. Lúc này nữ hoàng mới nhìn về phía tên nam tử kia. Không có quan hệ gì tới ngươi. Nam tử kia y nguyên nụ cười không giảm, hắn lộ ra vẻ quan tâm. Ta chỉ là lo lắng hai vị tiên tử bị người lừa gạt. Phí bạch chư, người thật là phiền. Hổ nữ đối với hắn làm mặt quỷ. Hổ tiên tử, ta gọi phí bạch chư. Nam tử kia nhìn hổ nữ cải chính, nhưng trên mặt lại có nụ cười. Nếu như hổ nữ chỉ đẹp, vậy hắn đường đường là tứ bộ, hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng chương 3253, địch đến, nhưng hổ nữ đẹp đến mức thanh thuần, đẹp đến mức tự nhiên, tuyệt không làm ra vẻ, cái này vô cùng khó được. Ngươi xem một chút, có thiên tôn nào sẽ còn làm mặt quỷ? Chỉ có nàng, tươi mát thoát tục, mà nữ hoàng ngoại trừ đẹp ra, còn ngạo đến tận xương tủy, đó cũng là phát ra từ tự nhiên, để hắn thích. Vẫn là phí bạch chưa dễ nhớ một chút, hổ nữ thì thào nói, sau đó chống nạnh, a à, không phải bảo ngươi cút sao, sao còn ở nơi này, người muốn cướp thịt của nữ sao. Nàng mặt mũi tràn đầy hoài nghi cùng phòng bị, để phí bạch chư dở khóc dở cười, hắn đường đường tứ bộ, còn cần cùng người giành ăn sao. Hổ tiên tử yên tâm, ta sẽ không cướp, hắn giải thích nói, ngươi không đoạt, nhưng trong lòng ngươi vẫn muốn ăn đúng không. Năng lực suy nghĩ của hổ nữ là hoàn toàn không giống bình thường, nàng không khỏi chăm chú, bảo vệ đồ ăn trong tay, phảng phất như bị người nhìn một cái sẽ thiếu một khối. Nữ hoàng không kiên nhẫn, phí bạch chư, nơi này không chào đón ngươi, đã nói qua rất nhiều lần. Ánh mắt của phí bạch chư phát lạnh, hắn vốn không ngại từ từ sẽ đến, dù sao hổ nữ cùng nữ hoàng một cái là tứ bộ, một cái khác là tam bộ, có thể tu đến độ cao này, hơn nữa còn đẹp như thiên tiên, đều có đặc sắc, tự nhiên để hắn tim đập thình thịch, tìm chút thời giờ truy cầu cũng đáng. Dạng đạo lữ này mới xứng làm bạn đời của hắn, không thì sớm muộn sẽ vẫn lạc. Nhưng lăng hàn xuất hiện, để hắn hiện lên ý thức nguy cơ mãnh liệt, chậm chậm truy cầu, có khả năng lấy giỏ chúc múc nước. Vậy thì tốt, hai vị tiên tử cẩn thận, dù sao nhân viên ở đây phức tạp. Nếu như gặp phải nguy hiểm, không ngại đến chỗ tại hạ, tại hạ nhất định sẽ hết sức tương trợ. Hắn cũng không tiếp tục dây dưa, ngược lại lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn quay người rời đi, ngươi nói hắn đây là ý gì? Hổ nữ hỏi nữ hoàng, quản hắn làm gì? Nữ hoàng không quan tâm, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Gia hỏa giám thí, hổ nữ nói thầm một câu, cũng ngồi xuống. Trong núi có rất nhiều người, nhưng không có người nào nói chuyện, bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế. Đây là bởi vì, một trận đại chiến thực có khả năng bộc phát, sau đó tiến hành đại tẩy bài, rất nhiều người sẽ bị quét sạch, không có tư cách nhúng chảm khoáng mạch sau cùng. Quả nhiên, không có qua mấy ngày, quét sạch bắt đầu, có cường giả dẫn đội, khu trục quân ô hợp. Đợi dọn sạch những tạp ngư này, thế lực lớn còn lại tự nhiên sẽ tiến hành sống mái với nhau, quyết định thuộc về cuối cùng, cũng là khoáng mạch chân quý nhất. Bên nữ hoàng, hổ nữ coi như thanh tĩnh, nhưng qua nửa tháng, vẫn là có người đến. Hai vị tiên tử, có nguyện gia nhập tuyên vũ minh ta không? Hết thảy có bốn người cùng đi tới, trong đó có hai người là tứ bộ, hai người khác là tam bộ, đây là một chi lực lượng rất mạnh. Không có hứng thú, con mắt của nữ hoàng không có mở ra, lạnh lùng cự tuyệt. Vậy không có cách, đành phải xin hai vị rời đi. Một tên tứ bộ từ tốn nói, nơi này là nhà ngươi mở sao, dựa vào cái gì đuổi người hổ nữ lập tức nhảy lên, muốn lưu lại cũng được, nhưng các người phải đủ mạnh. Tên tứ bộ kia nói, không cần nói nhảm cùng với các nàng, trực tiếp đuổi người. Một tên tứ bộ khác nói, được, tên tứ bộ thứ nhất gật đầu, hắn tóc trắng phơ, nhưng khuôn mặt lại như thiếu niên 17-18 tuổi, cực kỳ cổ quái. Hắn cùng một tên tứ bộ áo bào đỏ khác đồng thời xuất thủ, công kích về phía hổ nữ, mà đổi thành hai tên tam bộ thì liên thủ công phạt nữ hoàng. Hai tứ bộ đối một tứ bộ, hai tam bộ đối một tam bộ, đều là hai đánh một, hiển nhiên là sớm có an bài, hai đánh một ổn thắng. Ha ha ha, nếu thích nhất đánh nhau, hổ nữ cười to, thân hình vô cùng linh độc, lập tức giết tới hai tên tứ bộ. Nữ hoàng thì y nguyên ngồi xếp bằng, đợi cho hai tên tam bộ tập đến, nàng mới quát khẽ một tiếng, một tay nhấn ra, ông, lực lượng đáng sợ dương động, một ngọc trưởng xuất hiện, chấn áp về phía hai tên tam bộ kia. Sự thật chứng minh, giống như nàng ngưng tụ rất nhiều lực lượng vị diện đột phá nhất bộ, ở sơ kỳ sẽ chiếm cứ ưu thế thật lớn, nhưng bởi vì những lực lượng vị diện này là có cực hạn, cho nên, theo cảnh giới tăng lên, cái ưu thế này sẽ không ngừng suy yếu. Nhưng dù như vậy, nàng cũng xa xa mạnh hơn cùng dai, dù thật có một ngày có thể đạt tới thất bộ, nàng cũng y nguyên có thể bảo trì ưu thế tương đương. Hiện tại nữ hoàng, Tu Vi là tam bộ sơ kỳ, nhưng chiến lược lại trực chỉ tam bộ đỉnh phong. Oanh, một trường này của nàng thật đáng sợ, đủ để nghiền ép chín thành chín tam bộ. Không được, hai tên tam bộ kia đều kinh hô, bọn hắn đều là tam bộ hậu kỳ, nguyên bản ở trên cảnh giới chiếm ưu, lại là hai đánh một, lẽ ra ổn thắng, thật không nghĩ đến nữ hoàng cư nhiên yêu nghiệt như thế, để bọn hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Ông, ông, trên người bọn hắn đều có ký hiệu phát quang, trong cùng một lúc vận chuyển ra thiên tôn ký hiệu, bang, bang, bọn hắn đều ra một kích, đón lấy nữ hoàng. Sóng sung kích dương động, hai tên tam bộ liên thủ, lại thêm thiên tôn ký hiệu trợ giúp, bọn hắn rốt cuộc chống đỡ được một kích này của nữ hoàng. Bọn hắn không khỏi biến sắc, mặc dù bọn hắn đỡ được một kích này, nhưng nữ hoàng vẻn vẹn chỉ là tiện tay, căn bản không có vận dụng toàn lực, nếu nàng cũng vận chuyển thiên tôn ký hiệu, cái kia lại chống đỡ thế nào. Không tốt, kế hoạch xuất hiện biến hóa ngoài ý liệu. Nữ hoàng mở mắt, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Một trường thế mà chưa thể giết địch, thuộc tính ngạo kiều của nàng bị phát động, hừ một tiếng, thân hình đứng lên, chủ động giết tới hai tên tam bộ, thiên tôn ký hiệu vận chuyển, để nàng được ra chỉ lực lượng kinh khủng, thần uy vô cùng đáng sợ. Hai tên tam bộ kia căn bản không dám đón đỡ, vội vàng lui về sau, đối cứng đoán chừng chính là chịu chết. Xích hoàng đại nhân, bọn hắn nhìn tứ bộ áo bào đỏ cầu cứu, có chút y tứ, tứ bộ áo bào đỏ hừ nhẹ một tiếng, trở lại vỗ tới nữ hoàng một trường. Oanh, tứ bộ phát uy, vô cùng đáng sợ, bành, nữ hoàng bị đánh lui, chiến lực của một tam bộ đỉnh phong, một cái khác lại là tứ bộ trung kỳ, tranh lệch này quá lớn. Ha 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 ha, không biết xấu hổ, muốn nữ tới giúp ngươi hay không? Hổ nữ vỗ tay cười nói, nàng từ trước đến nay đều không quen nhìn nữ hoàng, bởi vậy làm sao chủ động hỗ trợ. Trường 3254 kêu gọi giúp đỡ một. Nữ hoàng không nói, tránh đi tứ bộ áo bảo đỏ kia, chuyên công hai tam bộ. Xích hoàng, người đi diệt tam bộ kia, nơi này do bản tôn tới. Tứ bộ tóc trắng nói, cũng tốt. Tứ bộ áo bào đỏ gật đầu, tùy ý công kích như vậy, hắn muốn bắt một tên tam bộ đỉnh phong cũng phải tốn hao chút tay chân. Không muốn mặt, hổ nữ khe quát một tiếng, chặn đường tứ bộ áo bào đỏ. Tiểu nha đầu, người vẫn là trước quản tốt mình đi. Tứ bộ tóc trắng cười nói, một trường chân áp, làm cho hổ nữ nhất định phải hoàn thủ. Bởi vì hắn cũng là tứ bộ trung kỳ, còn mạnh hơn hổ nữ một mảng lớn. Nữ tức giận a, à, hổ nữ oa oa gọi, bỗng nhiên vận chuyển một thiên tôn ký hiệu, chiến lược bão tố. Đây là mở đá có được thiên tôn ký hiệu, để lực lượng của nàng tăng lên hai mươi mấy lần. Kể từ đó, nàng lập tức uy thế phóng đại, đột phá tứ bộ tóc trắng phong tỏa, cùng nữ hoàng Liên Thủ. Mao bạch, một tứ bộ sơ kỳ ngươi cũng ngăn không được. Tứ bộ áo bào đỏ nhìn lại tứ bộ tóc trắng, mang theo trêu chọc. Tứ bộ tóc trắng hừ một tiếng, đồng dạng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu, lập tức tăng chiến lực lên. Oanh, hắn ở trên cảnh giới chiếm ưu thế, nhưng thiên tôn ký hiệu lại không bằng hổ nữ. Bởi vậy chiến lực của hai người lại sai kém không có mấy Nhưng ai cũng biết Thiên tôn ký hiệu chỉ có thể phóng năng lượng một canh giờ Đến lúc đó Chiến lực của hổ nữ sẽ cấp tốc rơi xuống Lại không phải là đối thủ của hắn Bất quá hiện tại mà nói Hổ nữ lại đủ để kiềm chế hai tên tứ bộ Để nữ hoàng có thể giải phóng Đi chấn áp hai tên tam bộ Hai tên tam bộ kia chỉ có thể không ngừng né tránh Dựa vào hai tên tứ bộ thỉnh thoảng vung ra một kích đến giải vây cho bọn hắn Bọn hắn đều xấu hổ giận dữ rõ ràng là đến chấn áp tam bộ kia, nhưng bây giờ lại thành vướng víu. Còn tốt, hổ nữ có thể phát huy thời gian có hạn, chỉ cần kéo qua một canh giờ, như vậy nàng liền hết sạch sức lực. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, thiên tôn áo bảo đỏ cùng tóc trắng chuẩn bị toàn lực phản kích, hổ nữ lại vận chuyển ký hiệu thứ hai, chiến lực cơ hồ không có hao tổn. Cái gì, cái này khiến thiên tôn áo bảo đỏ cùng tóc trắng đều kinh hãi, như thế nào hổ nữ còn có thể dùng ra thiên tôn ký hiệu cao dai. Đừng nhìn đây chỉ là cấp 7, nhưng bởi vì thiên tôn ký hiệu quá mức khó được, ký hiệu cấp 8 có thể xưng thượng thừa, cấp 7 tuyệt đối là siêu thượng thừa. Phải biết, thời điểm viễn cổ vị diện còn không có bị phát hiện, thế gian có bao nhiêu thiên tôn ký hiệu. Cũng chỉ như hiện tại, thiên tôn ký hiệu mới nhiều một chút, nhưng cơ bản chỉ là cấp 9. Hổ nữ lại xuất liên tục hai ký hiệu cấp 7, có thể không làm bọn hắn kinh hãi hâm mộ sao. Nếu không phải người nào đó dặn trước, bọn hắn thật muốn chân sát hổ nữ, luyện hóa ra hai ký hiệu cấp 7 này. Được rồi, lại chống đỡ một canh giờ. Nhưng mà, sau một canh giờ, hổ nữ dùng ra ký hiệu cấp 7 thứ ba. Những năm qua, đám người lang hàn mở bao nhiêu nguyên thạch. Mặc dù chỉ là bộ phận cực ít có thiên tôn ký hiệu, hơn nữa phần lớn thuộc về Lăng hàn, nhưng nữ hoàng cùng hổ nữ vẫn được phân đến mấy cái. Vì sao như thế, ở đỉnh núi rất xa, phí bạch chưa nhíu mày. Ở trong kế hoạch của hắn, hổ nữ cùng nữ hoàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị thua, mà hắn thì kịp thời ra sân, cứu được hai nữ, mặc dù anh hùng cứu mỹ nhân là cũ đường lại bách phát bách Trung a nhưng bây giờ mặc dù mỹ nữ gặp phải nguy hiểm nhưng nhìn bộ dáng lại có thể tự mình giải quyết để hắn cứu như thế nào mặc kệ vẫn theo kế hoạch làm việc thân hình hắn nhảy lên đã xuất hiện ở biên giới chiến đoàn xích hoàng bạch ma xin cho tại hạ một bộ mặt dừng tay như thế nào hắn mở miệng nói thiên tôn áo bảo đỏ tóc trắng theo lời dừng tay nhưng nữ hoàng cùng hổ nữ lại không bỏ qua một cái y nguyên đánh về phía hai tam bộ, một cái khác thì nhìn chầm chầm thiên tôn áo bảo đỏ cùng thiên tôn tóc trắng điên cuồng tấn công. Kể từ đó, hai tên tam bộ chỉ có thể bị ép tiếp tục chạy trốn, mà thiên tôn áo bảo đỏ cùng thiên tôn tóc trắng cũng nhất định phải nghinh kích hổ nữ, không thì bọn hắn chẳng khác gì ngửa cổ nhận lấy cái chết. Sắc mặt của phí bạch chư khó coi, hắn lại không khuyên nổi. Mặt mũi của hắn ở đâu? Hai vị tiên tử, đây đều là một trận hiểu lầm. Hắn nói hai vị xích hoàng cùng bạch ma đều là tướng tài đắc lực của tệ minh, là phụng lệnh gia phụ đến dọn sạch người không có phận sự. Chỉ cần hai vị gia nhập tệ minh, vậy dĩ nhiên sẽ không bị hạn chế. Hồ nữ cười hì hì, phí bạch chư, người cố ý sai những người này tìm chúng ta phiền phức, sau đó người thừa cơ anh hùng cứu mỹ nhân, để chúng ta lau mắt mà nhìn, cảm kích người có phải hay không. Đáng tiếc, người không nghĩ tới chúng ta lợi hại vượt qua người tưởng tượng A. À. Thấy sắc mặt của phí bạch chư hơi đổi, nàng tiếp tục nói. Loại chiêu thuật này quá cũ rồi, sớm bị nữ anh minh thần võ liếc mắt nhìn thấu. Song quyền của phí bạch chư không khỏi siết chặt, nội tâm toát ra một tia ba động. Phí thiếu, trên thân hai nàng này đều có thiên tôn ký hiệu chỉ ít cấp 7, cực có khả năng còn trọng yếu hơn khoáng mạch nơi này. Bản tôn khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý đồ kia, bắt hai người này, luyện hóa ra thiên tôn ký hiệu. Tứ bộ tóc trắng lạnh lùng nói, mặc dù hắn xưng phí bạch chư là phí thiếu, nhưng trong giọng nói không có kính ý gì, tất cả mọi người là tứ bộ, hơn nữa tu vi của hắn cao hơn một chút, xưng một tiếng phí thiếu tự nhiên là nể mặt phụ thân của phí bạch chư. Đây chính là một cường giả ngũ bộ, dù một trăm tứ bộ cũng không nhất định có thể địch nổi. Không sai, chúng ta theo đuổi là vô thượng thiên đạo, há có thể bị nữ sắc ảnh hưởng. Tứ bộ áo bào đỏ cũng nói, sắc mặt của phí bạch trư khó coi, hắn không muốn từ bỏ nữ hoàng cùng hổ nữ, bởi vì hắn thấy, con đường tu luyện dài dằng dặc nếu có tuyệt sắc như vậy tương bồi, tự nhiên không còn khô khan. Nhưng mà, Bị hai người nói như thế, hai nữ còn có thể theo hắn sao? Hắn cũng là người quyết đoán, lúc này gật đầu. Tốt, hắn gia nhập chiến đoàn, ba tên tứ bộ cùng một chỗ phát lực, hổ nữ cực kỳ chật vật. Mặc dù phí bạch chư cũng chỉ là tứ bộ sơ kỳ, nhưng hắn lại vận chuyển một viên ký hiệu cấp 7, thực lực cũng không yếu hơn hổ nữ, ba đánh một, cho hổ nữ áp lực cực lớn. Trường 3.255, kêu gọi giúp đỡ hai oa không muốn mặt A, ba cái đánh một cái hổ nữ oa oa kêu to, lại cắn răng không lùi. Nàng muốn lui dễ dàng, nhưng nữ hoàng làm sao bây giờ? Mặc dù hai nữ đấu đến đấu đi, nhưng đều là người của lão lăng gia, làm sao có thể nhìn đối phương rơi vào tay địch nhân? Rút lui, nữ hoàng nói, nàng tới gần hổ nữ. Ha ha, nếu có thể để các ngươi chạy, vậy chúng ta cũng không cần lăn lộn. Tứ bộ áo bảo đỏ nói, hắn chân áp thô bạo, lại một canh giờ trôi qua, hổ nữ cuối cùng không có ký hiệu cấp 7 thứ tư có thể vận chuyển, chiến lược ngã xuống. Không biết xấu hổ, người còn có biện pháp gì không? Hổ nữ nhìn nữ hoàng kêu lên, nữ hoàng nhún vai, biểu thị cũng vô kế khả thi. Vậy không thể làm gì khác hơn là gọi Lăng Hàn ra. Hổ nữ lớn tiếng kêu lên, Lăng Hàn, mau tới cứu mạng A, còn muốn để cho người cứu mạng. Tứ bộ tóc trắng cười lạnh, lúc này, ai cũng cứu không được các ngươi. A, à, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Hưu, bóng người lóe lên, Lăng Hàn đã xuất hiện. Lăng Hàn, hổ nữ vui vẻ kêu to, cũng mặc kệ đây là trường hợp nào, lập tức nhảy tới trên thân Lăng Hàn, ôm lấy hắn. Mặc dù phí Bạch Trư đã đoạn mất tưởng niệm với hai nữ, nhưng nhìn thấy hổ nữ cùng Lăng Hàn thân mật như thế, hắn vẫn không nhịn được trên mặt biến sắc. Hắn hử lạnh một tiếng nói, nhị bộ nho nhỏ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, thiên tôn tóc trắng cùng áo bào đỏ cũng cười to, thật sự là không biết mùi vị, còn tưởng rằng kêu ra siêu cấp cường giả gì, thế mà chỉ là một tên nhị bộ nhị bộ có thể làm gì? Lăng Hàn nhìn chằm chằm phí bạch trư, ngươi cũng dám đánh chủ ý vợ ta, ngươi là cái gì? Phí bạch trư một lời chưa hết, chỉ thấy Lăng Hàn đã giết tới, đấm ra một quyền. Một quyền này thật nhanh, mặc dù phí bạch chư có chút kinh hãi, lại không thèm để ý, nhanh lại như thế nào, chỉ nhị bộ mà thôi. Hắn vỗ về phía Lăng Hàn một trường, lúc này hắn đã vận chuyển một thiên tôn ký hiệu, chiến lược ở trạng thái đỉnh phong, đạt đến tứ bộ trung kỳ, có thể nói vô cùng đáng sợ. Bành, một quyền oanh tới toàn thân phí bạch chư run lên cả người phun ra huyết phụ phí thiếu thiên tôn tóc trắng cùng áo bào đỏ đều lấy làm kinh hãi vì sao phí bạch chư chẳng những không có một trưởng vỗ chết lăng hàn ngược lại bị thương phí bạch chư lại không có trả lời bọn hắn chỉ như vậy đứng đấy hai người kinh hãi xảy ra chuyện gì lăng hàn lại không tiếp tục để ý phí bạch chư nhanh chân về phía thiên tôn áo bào đỏ cùng tóc trắng trên người hắn có một viên phù văn phát sáng mặc dù chỉ có một viên lại tản ra bá khí chân áp chư thiên vạn đạo. Bởi vì đây là thiên tôn ký hiệu cấp 1 đây là thiên tôn ký hiệu gì? thật đáng sợ, giống như siêu việt hết thảy. thiên tôn áo bảo đỏ cùng tóc trắng đều kinh hô, thậm chí quên đi quan tâm tình trạng hiện tại của phí bạch chư. lang hàn thét dài một tiếng, đấm ra một quyền, lực lượng vô tận sôi trào, sơn phong ở phụ cận từng mảnh từng mảnh ngã xuống, trời xanh run rẩy dữ dội, sụp đổ liên miên lúc này thiên tôn áo bào đỏ cùng tóc trắng mới kinh hãi trước đó bọn hắn chỉ chấn kinh lăng hàn có thể đối kháng phí bạch chư nhưng bây giờ bọn hắn tự mình đối mặt mới biết đây là một loại áp lực như thế nào bọn hắn vội vàng kích phát ra chiến lược mạnh nhất của mình nghênh kích về phía lăng hàn bành nhưng mà chỉ một kích mà thôi bọn hắn chỉ cảm thấy gặp đả kích kinh khủng mạch máu xương cốt toàn thân trong nháy mắt đứt đoạn toàn bộ bọn hắn ngạc nhiên một tên nhị bộ chỉ một quyền liền để bọn hắn thụ trọng thương hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Cái này còn là người sao? Lang Hàn kinh ngạc, thế mà không chết, ở hắn nghĩ đến, qua một quyền hai người này nên quải điệu. Banh, như hưởng ứng, thân thể của phí bạch trư bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vũ vô tận. Hắn bị Lang Hàn một kích oanh sát, chỉ là cho đến lúc này mới bạo chết mà thôi. Thiên tôn áo bảo đỏ cùng tóc trắng chỉ cảm thấy lạnh cả người, bay thẳng chán, mồ hôi lạnh từng tầng từng tầng bốc lên. Có thể không sợ sao, Phí Bạch Trư vừa mới chết ở trước mắt, bọn hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Hối hận rồi, Lăng Hàn hỏi, hai người liền vội vàng gật đầu, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn mất đi chiến lực, nhất bộ đến cũng có thể oanh sát bọn hắn. Vậy thì tốt, các người có thể lên đường. Lăng Hàn tái xuất một quyền, bành, bành, hai người lập tức hóa thành huyết phú, bước theo gót phí Bạch Trư. Trong không khí tung bay lấy oán niệm không cam lòng của hai đại thiên tôn, bọn hắn rõ ràng đã cầu xin tha thứ, vì cái gì lăng hàn vẫn hạ tử thủ lăng hàn lại không thèm để ý dám xuất thủ với vợ của hắn dù quỳ xuống dập đầu lại như thế nào giết không tha oanh lượng lớn sinh mệnh tinh khí dũng mãnh lao về phía lăng hàn đây chính là ba tên tứ bộ thiên tôn lăng hàn chỉ nhìn hai tên tam bộ kia một chút cũng không có xuất thủ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống luyện hóa sinh mệnh tinh khí trong cơ thể hắn không muốn xuất thủ nữa sinh mệnh tinh khí của ba tên tứ bộ đã để hắn có chút khó chống đỡ lại đến hai cái tam bộ, vậy khẳng định càng thêm khó chịu. Nữ hoàng cùng hổ nữ lại không bỏ qua hai người này, nhao nhao thoát ra, quyền cước oanh kích. Hai tên tam bộ kia bị hù chết, vừa rồi là ba tên tứ bộ A, lại bị lăng hàn một quyền một cái, xuất liên tục ba quyền toàn bộ giải quyết, đây là lực lượng khủng bố cỡ nào. Thấy nữ hoàng cùng hổ nữ đánh tới, bọn hắn đâu còn có ý niệm chiến đấu, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng mà, nữ hoàng cùng hổ nữ đều là thực lực cỡ nào. Đánh nhau cùng cấp, Thiên tôn muốn đi dễ dàng, nhưng hổ nữ lại là tứ bộ, hai người này há có thể tùy tiện đào tẩu. Một người bị hổ nữ ngăn lại, nữ hoàng lập tức xông lên ra tay, mà hổ nữ thì đuổi theo một người khác, hai nữ phối hợp có thể xưng cực kỳ ăn ý. Chỉ một chút xíu thời gian, tên tam bộ thứ hai đã trốn vô ảnh vô tung. Bị hắn chạy trốn rồi, hổ nữ có chút thất vọng nói. Quay đầu, nàng cùng nữ hoàng liên thủ trấn áp một tên tam bộ khác. Tam bộ kia ngay cả một mình nữ hoàng cũng không có khả năng địch nổi, làm sao có thể là hai nữ liên thủ? Rất nhanh hắn liền bị oanh sát thành cặn bã. Chương 3256 Tam bộ, Lăng Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, dù không phải hắn tự tay giết chết, nhưng sinh mệnh tinh khí của tên Tam bộ này lại đồng dạng bị hắn hấp dẫn, tràn vào trong cơ thể của hắn, hóa thành lực lượng. Hắn đã ăn đủ no, lại đến một Tam bộ, tự nhiên để hắn vô cùng khó chịu. Bất quá, lúc trước hắn đã luyện hóa vài cọng đại dược, lại thêm sinh mệnh tinh khí của bốn tên thiên tôn này, không sai biệt lắm có thể đột phá tới đi lực lượng vị diện trong cơ thể hắn cùng nhau vận chuyển như ma bàn những sinh mệnh tinh khí này nhau nhau nghiền nát hóa thành vi hạt nuôi dưỡng lực lượng vị diện của hắn sinh mệnh tinh khí của bốn tên thiên tôn vô cùng cường đại thế nhưng mà bị nhiều vị diện như vậy hấp thu kỳ thật cũng không có bao nhiêu chỉ có thể để tu vi hắn tiến một chút xíu nhưng lúc này hắn cũng chỉ kém một chút xíu mà thôi nhị bộ đỉnh phong cực hạn chân chính lang hàn bắt đầu xung kích tam bộ Kỳ thật nhị bộ, tam bộ tứ bộ cũng không có khó khăn gì, cần làm chỉ có một sự kiện, chính là câu thông một loại lực lượng bản nguyên khác của nguyên thế giới, rèn luyện bản thân, cường hóa bản thân. Nhiều một loại, thiếu một loại, khác biệt to lớn. Lăng Hàn đã nắm giữ hư tử, hiện tại hắn muốn câu thông một loại trong giới tử, nạp tử, hồng tử, hằng tử, khoa tử. Sáu loại năng lượng không có phân chia cao thấp, nhưng mà, nhiều một loại tổ hợp, uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Trên lý luận mà nói, Mặc dù trong hư không tràn ngập 6 loại hạt bản nguyên, nhưng bọn chúng quá mức cuồng bạo, động một chút lại sẽ hình thành năng lượng phong bạo, cái này khiến thiên tôn tránh cũng không kịp, làm sao có khả năng câu thông đến. Nhưng nơi này khác biệt, dù sao cũng là vị diện, mặc dù đã sớm chết, nhưng hoàn cảnh không có cuồng bạo như vậy. Mặc dù nơi này có hạt bản nguyên ma sát, pha chạm, hóa thành hỏa diễm kinh khủng, ngay cả tầng 9 cũng có thể tùy tiện thiêu chết. Lăng Hàn không ngừng nếm thử, trong cơ thể hắn chỉ có một loại lực lượng bản nguyên, Đối với lực lượng bản nguyên khác bài xích còn không tính lớn, đột phá không khó lắm. Phu quân, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi." Nữ hoàng nói, bọn hắn giết phí Bạch Trư, còn có hai tên tứ bộ, một tên tam bộ, nếu lão tử của phí Bạch Trư có thể nhịn được khẩu khí này mới lạ, khẳng định sẽ đánh tới. Lăng Hàn gật đầu, đột phá không phải sự tình trong thời gian ngắn, hắn vẫn là chuyển sang nơi khác từ từ đến. Hắn nắm hai nữ, dưới chân bước một bước, trong nháy mắt đã rời xa vô tận. Chạy ra đủ xa. Lăng Hàn buông hai nữ ra, hắn thì tiếp tục đi xung kích tam bộ. Nằm ngoài dữ liệu của hắn, hắn đột phá cực kỳ chậm. Một trăm triệu năm qua đi, hắn lại không hề có động tính gì, phảng phất như năm loại lực lượng bản nguyên khác đều ghét bỏ hắn, căn bản không cùng hắn câu thông. Nữ hoàng cùng hổ nữ đã sớm đợi không được kiên nhẫn, các nàng ở chỗ này tìm kiếm, hiện tại chính là cơ hội thu hoạch nguyên thạch, bỏ lỡ khoảng thời gian này, lượng lớn nhân viên tràn vào, vậy tránh không được lại muốn một phen kịch liệt tranh đoạt. Trên thực tế, đã có người đi về phía dưới mặt đất, đã xuất hiện vị diện thứ ba, như vậy xuất hiện cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ một trăm cũng có khả năng. Lăng Hàn quên hết thảy, hắn ở trong thiên địa mộ đạo, thần thức buông ra, như uông dương đại hải. Chớ nhìn những năm này hắn không có tăng lên ở trên tu vi, nhưng chiến lược lại một mực tăng vọt. Vì cái gì, hắn xác thực không cảm ứng được loại hạt bản nguyên thứ hai, nhưng mỗi tế bào đều tương đương với một vị diện, có thể không ngừng trưởng thành, đây là vô bờ bến dù là hái vị diện cấp thấp, nhưng trải qua hắn thai nghén, tương lai cũng không phải không thể trở thành vị diện siêu cấp, chỉ là cái này cần tiêu hao năng lượng tất nhiên vô cùng kinh khủng. Có lẽ, vĩnh viễn không nhìn thấy một ngày này, bởi vì đến lúc đó coi như rút sạch toàn bộ nguyên thế giới cũng không đủ. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, bởi vì còn có hư không tồn tại, nơi này không có vật chất, toàn bộ là hạt bản nguyên, số lượng nhiều đến vô cùng vô tận, có lẽ có thể trèo chống lăng hàn trưởng thành đến cực hạn. Một triệu năm trôi qua, lực lượng vị diện của hắn tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều, bởi vậy, dù hắn chậm chạp không có đột phá cũng không có lo lắng, dù sao không có uổng phí công phu. 200 triệu năm, 300 triệu năm, 500 triệu năm, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã là một tỷ năm. Lăng Hàn rốt cuộc cảm ứng được một loại lực lượng bản nguyên khác, kia là hàng tử. Bất quá, cảm ứng được là một chuyện, có thể dẫn dắt tới, biến hóa để cho bản thân sử dụng hay không lại là chuyện khác. Cái này nhoáng một cái, lại 300 triệu năm qua đi. Lăng Hàn rốt cuộc rút ra năng lượng hàng tử, lần thứ nhất ở trong cơ thể lưu truyền một vòng, đại biểu hắn chính thức bước vào tam bộ. Hắn không khỏi cảm khái, giống như Lâm U Liên, tân khí hổ chỉ dùng một tỷ năm liền bước vào tứ bộ, nhưng hắn chỉ đột phá tam bộ liền xài mười mấy ức năm, thật sự là không thể so sánh A. Nhưng hắn không có chút bất mãn nào, bởi vì hắn tiến cảnh là chậm, chiến lược lại quá mạnh. Lăng Hàn tiến cảnh chậm đó cũng là so với ai. Mười mấy ức năm liền có thể đột phá tam bộ, có thể làm được điểm này lại có mấy người. Chỉ nói Thiên Phú Võ Đạo, Lăng Hàn tự nhận không phải mạnh nhất, nhưng cơ duyên, tạo hóa của hắn lại siêu việt bất cứ người nào, tỉ như dung nạp lực lượng vị diện của toàn bộ nguyên thế giới vào trong cơ thể, có người thứ hai làm được sao? Thiên Phú cao, chỉ là tiến cảnh mau một chút, nhưng dù cho vạn cổ đệ nhất thiên kiêu như đám người Lâm U Liên, còn không phải bị vây ở tứ bộ sao? Lại nói, coi như hiện tại bọn hắn vượt qua, nhưng Lục Bộ thất bộ đều là rãnh trời, cần thời gian sẽ càng dài. Hơn nữa, thất bộ chính là đỉnh phong, chỉ cần Lăng Hàn cũng có thể bước vào thất bộ, ai có thể địch hắn. Có lẽ, hắn ở lục bộ liền có thể thiên hạ vô địch. Đột phá tam bộ, thiên kiếp tự nhiên lập tức rơi xuống, nhưng Lăng Hàn lại không để ý, chút đả kích ấy ngay cả đấm bóp cho hắn cũng không tính. Hắn dẫn dắt hàng tử, ở trong cơ thể không ngừng rèn luyện, vững chắc lấy tu vi tam bộ, nếu không, vừa mới đột phá, chiến lược căn bản không có khả năng tăng lên hắn lấy ra một gốc đại dược còn sót lại, mấy ngụm liền toàn bộ nuốt xuống. Vừa mới đột phá, hắn đang cần đại dược đến trúc cơ. mươi 3257, muốn thử xem chiến lực. Dù có đại dược giúp, nhưng Lăng Hàn vẫn phải tốn 100 triệu năm mới hoàn toàn vững chắc tu vi tam bộ. Không có cách, lực lượng vị diện trong cơ thể hắn nhiều lắm, một gốc đại dược căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Sau khi bước vào tam bộ, trong cơ thể của hắn cũng tự hành hiện ra một thiên tôn ký hiệu. Vẫn không trọn vẹn, nhưng gia trì lực lượng không ngờ đạt đến hơn 40 lần. Cái này nếu hoàn chỉnh, lại có thể gia trì gấp bao nhiêu lần lực lượng. Thời điểm vững chắc cảnh giới, Lăng Hàn cũng chữa trị ký hiệu này, ước vạn lực lượng vị diện trong cơ thể dương động, lại có hiệu quả kỳ diệu, tu dưỡng ký hiệu này, để nó ngày càng hoàn chỉnh. Lực lượng vị diện còn có hiệu quả như vậy, Lăng Hàn đầu tiên là không hiểu, sau đó liền giật mình, bản thân hắn thì tương đương với nguyên thế giới, vì cái gì không thể ôn dưỡng thiên tôn ký hiệu hoàn chỉnh tam bộ phù, là ký hiệu cấp 4, gia trì dòng giã 64 lần lực lượng. Hiện tại chiến lực của ta đạt đến tình trạng gì? Lang Hàn tự nói, có thể đột phá ngũ bộ sao? Nếu như có thể, vậy hắn liền thực quá kinh khủng. Ngũ bộ đối tứ bộ là hoàn toàn nghiền ép, bước này vượt qua thực sự quá lớn. Mà hiện tại Lang Hàn chỉ là tam bộ sơ kỳ, nếu hắn có thể có được chiến lược ngũ bộ, kia thật là kinh khủng. Giống như nữ hoàng, cảnh giới nàng càng cao, chiến lược vượt cấp lại càng kém, tỉ như hiện tại nàng là tam bộ sơ kỳ, nhưng chiến lược chỉ là tam bộ đỉnh phong, ngay cả tứ bộ cũng không có đột phá. Lăng Hàn liền không đồng dạng, lực lượng vị diện trong cơ thể hắn toàn bộ là sống, tính trưởng thành thật đáng sợ. Thật muốn tìm người luyện một chút, Lăng Hàn đứng dậy, xài bước ra, truy tìm nữ hoàng cùng hổ nữ. Hắn ở trên người hai nữ đều lưu lại lực lượng vị diện của mình, chỉ cần cảm ứng một chút, vô luận cách nhau bao xa hắn cũng có thể tìm tới. Để hắn kinh ngạc chính là, hai nữ đã không ở tầng này, mà đi xuống dưới. Hắn không có dừng lại lâu, cũng đi theo xuống dưới. Thâm nhập dưới đất, hắn lập tức phát hiện, hạt bản nguyên ở nơi này càng thêm dày đặc, tầng tầng vị diện đè ép, giống như tạo thành một loại áp lực cực lớn, để hạt bản nguyên trở nên vô cùng dày đặc. Ở chỗ này, hạt bản nguyên va chạm không thể nghi ngờ càng thêm kịch liệt, hỏa diễm kinh khủng liên miên, đừng nói tiên vương tầng 9, ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng không dám xông vào, nếu không sẽ bị tùy tiện thiêu sạch. Như vậy nếu có mấy tầng vị diện trồng lên, còn có người đi được sao trong lòng nghĩ như vậy hắn lại nhẹ nhõm xông qua lấy chiến lực của hắn hiện tại rất có thể là ngũ bộ cái này tự nhiên là chút lòng thành rất nhanh hắn liền xông ra địa tầng quả nhiên tiến vào vị diện thứ tư hắn tìm tung tích hai nữ không có mấy ngày thân hình hắn liền rơi xuống nữ hoàng hổ nữ đang cùng rất nhiều người chung một chỗ không biết đang nói cái gì bầu không khí giống như cực kỳ khẩn trương lang hàn lập tức nói muốn đánh nhau sao quá tốt rồi nữ hoàng không khỏi im lặng, gia hỏa này như thế nào cả ngày liền nghĩ đánh nhau. hổ nữ liền nói, không phải, chúng ta đang thương lượng có nên tiến vào một địa quật hay không, không phải đánh nhau. lang hàn không khỏi thất vọng, không có ai đánh a, à. hắn còn muốn cùng ngũ bộ đánh một chút, kiểm tra chiến lực. chỉ là nơi này coi như muốn phát sinh xung đột, vậy cũng không có ngũ bộ, đều là tứ bộ. có lang hàn trình diện, nữ hoàng cùng hổ nữ đương nhiên dũng khí đại sinh, các nàng cực lực chủ trương tiến vào địa quật tìm tòi có ít người lựa chọn lùi bước, có ít người thì lựa chọn tiến vào. Kết quả, ở trong động quật phát hiện một nguyên thạch khoáng mạch giá trị kinh người, người đi vào đều kiếm được bồn mãn bát giật. Lăng Hàn có được năng lực nhìn đá đặc thù, ba người bọn họ đương nhiên kiếm được nhiều nhất, đại dược gần 30 gốc, thiên tôn ký hiệu cũng có 7 cái, để ba người đều mừng rỡ. Bọn hắn rời đi, tìm kiếm khoáng mạch mới. Thật đúng là có ý tứ, trước kia thời điểm Lăng Hàn vẫn là nhị bộ, không muốn đụng ngũ bộ, hắn luôn có thể gặp được dạng cường giả này, hoặc chí ít gặp được hậu đại của ngũ bộ, để song phương kết thù. Nhưng hiện tại hắn không sợ ngũ bộ, thậm chí muốn tìm một cái đánh nhau, cường giả ngũ bộ lại giống như lập tức toàn bộ biến mất. Không chỉ bọn hắn, ngay cả hậu đại của bọn hắn cũng giống như hết thảy đều biến mất không thấy. Cái này khiến Lăng Hàn cực kỳ phiền muộn, liên đới lấy tinh thần cũng không phấn chấn. Mấy năm sau, bọn hắn tìm được một khoáng mạch mới, đang lúc bọn hắn khai thác, lại có một nhóm người xuất hiện. Nơi này hiện tại về chúng ta, không muốn chết, cút. Đám người này tổng cộng có 12 tên, từng cái đều là thiên tôn. Hiện tại có thể xuất hiện ở đây, chỉ ít cũng là nhị bộ, nhất bộ đã không có khả năng xông qua. lang Hàn nghe vậy, không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn đánh giá 12 người này một vòng, lại thất vọng, bởi vì 12 người này đều chỉ là nhị bộ. Hắn ôm hy vọng vạn nhất nói, nhìn các người phách lối như vậy, phía sau có phải có trưởng bối ngũ bộ hay không? Bên kia 12 người hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Gia hỏa này là sợ sao, trực tiếp hỏi bối cảnh của bọn hắn. Những người này cười ha ha, chỉ cần có thể trở thành thiên tôn, cái nào không phải kỳ tài ngất trời, kiêu ngạo đến thực chất, nào có giống như vậy, hù một cái liền sợ. Biết chúng ta không dễ chọc, còn không xéo đi, những người này đều nhìn lăng hàn quát, lăng hàn nhoẻn miệng cười, xông lên chính là một trận đấm đá, bành bành bành, hắn là thực lực bực nào, một phen loạn đả, 12 người đều tiếng kêu rên liên hồi, gãy tay gãy chân, thảm đến cực hạn ngươi, những người này đều vừa sợ vừa giận. lăng hàn cười to, mau trở về kêu trưởng bối của các ngươi đến. ta ở chỗ này chờ. những người kia đều vừa giận vừa sợ. gia hỏa này không phải quỷ nhát gan sao? tại sao lại đột nhiên trở nên hung mãnh? nhưng bọn hắn biết mình còn lâu mới là đối thủ của lăng hàn, đều bỏ trốn mất dạng, sợ nói nhiều một câu bị lăng hàn oanh sát thành cặn bã. nhìn người hai người kia rời đi, lăng hàn xoa xoa đôi bàn tay, có vẻ hơi hưng phấn. cần thiết hay không? nữ hoàng cười nói. Lăng Hàn cười cười, đây không phải nhàn rỗi sao? Nói là nói như vậy, nhưng ánh mắt hắn chờ mong lại sớm bán hắn đi. Chương 3258, Bạch Diễm Thiên Tôn. Không sai biệt lắm một ngày trôi qua, Lăng Hàn rốt cuộc chờ đến 12 người kia đi mà quay lại. A, à, hắn nhìn lướt qua, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì 12 người này mặc dù mời tới năm tên cứu binh, nhưng năm tên kia đều là tứ bộ mà thôi. Ngũ bộ đâu? Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, Hắn không nhìn thấy Ngũ Bộ, bất quá lại thấy được một người khác. Bạch Diễm Thiên Tôn, lúc trước hắn ở ngoại vực chiến trường, trong không gian trùng điệp lấy được cửu phù, ngay sau đó ngoại vực chiến trường liền hỏng mất, hắn về tới Lăng Thành, kết quả lại gặp Đông Đảo Thiên Tôn bao vây trận đánh, trong đó liền có một người là Bạch Diễm Thiên Tôn. Lúc đó Lăng Hàn nói một câu, ta nhớ kỹ ngươi, chỉ bất quá khi đó Lăng Hàn là nhất bộ, còn đánh không lại tứ bộ, về sau rảo bước tiến lên nhị bộ, thiên hạ lớn như thế hắn cũng không biết đi nơi nào tìm người hơn nữa chuyện của hắn cũng nhiều như vậy liền quên bạch diễm thiên tôn đến sau đầu tuyệt đối không ngờ lúc này bạch diễm thiên tôn lại chủ động đưa tới cửa hắn không khỏi nở nụ cười nói chờ các ngươi rất lâu chỉ là các ngươi lại đưa tới mấy tứ bộ thực sự không đủ nhét kẽ răng a à. thật cuồng một lão giả áo bảo đỏ lạnh lùng nói hắn là cường giả tứ bộ tự nhiên không có khả năng để một tên tam bộ vào mắt hắn thấy lăng hàn chỉ là tìm đường chết mà thôi ha ha, dù sao cũng có một vị tứ bộ làm chỗ dựa, khó trách miệng tiện. Lại một người trẻ tuổi áo tím nói, hắn chỉ là nhìn tuổi trẻ, nhưng trên thực tế không biết sống bao nhiêu kỷ nguyên, đồng dạng là tứ bộ. Câu nói này hắn là nhìn hổ nữ nói, với tư cách thiên tôn cùng dai, hắn đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra tu vi của hổ nữ. Nhưng bạch diễm thiên tôn không dám chủ quan nói, mấy vị, chưa có coi thường người trẻ tuổi này, hắn là lăng hàn. Lăng hàn, bốn tên tứ bộ khác đều lộ ra vẻ suy tư bọn hắn giống như nghe qua cái tên này chẳng lẽ là cái lăng hàn kia tứ bộ áo tím bỗng nhiên vỗ tay tiểu tử ở trên chiến trường ngoại vực nhiều lần phá kỷ lục lúc đó lăng hàn bất quá nhất bộ hắn thấy đương nhiên là tiểu tử đám người tứ bộ áo bảo đỏ cũng chật chật lấy làm kỳ vừa mới qua mấy tỷ năm nhất bộ lúc trước liền trở thành tam bộ tốc độ trưởng thành quá kinh người a bọn hắn đều manh động thoại ý vì một mạch khoáng mà cùng một tinh tú tiền đồ vô lượng kết thù, đáng không? Hiện tại mặc dù bọn hắn còn có thể áp chế Lăng Hàn, nhưng tiếp qua 10 tỷ năm, 100 tỷ năm thì sao? Chờ Lăng Hàn trở thành ngũ bộ, chẳng phải có thể treo bọn hắn lên đánh sao? Còn tốt, tứ bộ đến ngũ bộ rất khó vượt qua, người nhìn, ngay cả đám người tân khí hổ, Lâm U Liên cũng bỏ ra hơn một kỷ nguyên, nhưng vẫn như cũ còn ở tứ bộ, đủ để chứng minh bước này phóng ra khó khăn đến cỡ nào ba tên vạn cổ đệ nhất thiên kiêu kia cũng như thế huống chi là lăng hàn hắn cũng không thể so sánh ba người này a à. cho nên bọn hắn nghĩ cũng chỉ là muốn bán cường giả tương lai này một bộ mặt hay không mình bày ở trên vị trí cao chiếm cứ quyền chủ động lăng hàn người ở ngoại vực chiến trường cũng làm ra cống hiến rất lớn cho nên nể tình đó chúng ta nguyện ý tặng khoáng mạch này cho ngươi tứ bộ áo đỏ nói bất quá mấy tiểu bối này cuối cùng là ngươi đả thương ngươi nói lời xin lỗi việc này coi như xong hắn thấy, cái này đã cho đủ Lăng Hàn mặt mũi, mà cái này vẫn là xem ở tiềm lực tương lai của Lăng Hàn, nếu đổi lại tam bộ khác, hắn liền trực tiếp xuất thủ trấn áp, nào có khách khí như thế. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đầu tiên, cái khoáng mạch này vốn chính là chúng ta phát hiện ra trước, hơn nữa cũng khai thác, các người đây là thuộc về cưỡng đoạt, sao nói tặng. Thứ hai, những người này nói năng lỗ mãng, ta chỉ hơi trừng phạt, không muốn tính mạng của bọn hắn đã hạ thủ lưu tình. Tứ bộ áo tím chừng mắt một cái người đây là không muốn bồi tội rồi lăng hàn lại không để ý tới hắn nhìn về phía bạch diễm thiên tôn tiểu bạch ta nhớ lúc trước nói qua ta sẽ tìm ngươi đúng hay không tiểu bạch bạch diễm thiên tôn không khỏi dựng lông mày có một cỗ xúc động xuất thủ nhưng hắn biết lăng hàn yêu nghiệt ban đầu ở nhất bộ liền có thể địch nổi tam bộ mặc dù đẳng cấp càng cao năng lực vượt cấp chiến đấu càng yếu nhưng tam bộ đánh tứ bộ tiểu tử này hẳn vẫn có thể cho nên hắn đè xuống xúc động như vậy một đối một hắn không có niềm tin tuyệt đối nhất định phải cột mấy minh hữu vào chiến xa mới được hắn cười nhạt một tiếng loại tiểu nhân vật như ngươi bản tôn thấy cũng nhiều làm sao nhớ kỹ ngươi đã nói cái gì trước đó hắn xác thực không có để lăng hàn ở trong lòng ai nghĩ tới vừa mới qua mấy tỷ năm lăng hàn liền bước vào tam bộ đủ để uy hiếp được hắn lăng hàn cười ha ha hôm nay liền tới tính toán nợ cũ tiểu bối ngươi thật ngông cuồng một tên tứ bộ áo lam khẽ nói hắn đối với thái độ của Lăng Hàn hết sức bất mãn, ở trong thiên tôn cấp, đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm, nào có phách lối như Lăng Hàn. Đúng vậy, chỉ cần là thiên tôn liền đứng ở đỉnh của thế giới, dù nhất bộ gặp được thất bộ cũng chỉ cần chắp tay chào, nhưng cái này cũng không đại biểu nhất bộ có thể làm càn ở trước mặt thất bộ. Cho nên Lăng Hàn ở trước mặt tứ bộ tùy ý nói bừa, để bọn hắn đều bực bội. Chỉ là tam bộ mà thôi, Lăng Hàn nhún vai, cuồng sao, ha ha, đó là bởi vì ta có thực lực, có thực lực đương nhiên tự tin, Đám người tứ bộ áo tím đều không biết nên nói cái gì, vì sao tiểu tử này không biết ngượng như vậy. Xem ra, chuyện này không thể hòa bình thu chẳng rồi. Bạch Diễm Thiên Tôn từ tốn nói, đối với kết quả như vậy hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc trước Lăng Hàn vẫn là nhất bộ, đối mặt tứ bộ còn nhiều hơn hiện tại cũng phách lối cuồng vọng, nên biểu hiện như thế cũng không kỳ quái. Lăng Hàn, không cần dài dòng với bọn hắn, nhanh đánh đi. Hổ nữ nhảy tới, nàng cũng là phần tử hiếu chiến, miệng nhỏ mở ra, lộ hai hàm răng trắng noãn. Lăng Hàn nhìn về phía Bạch Diễm Thiên Tôn, tiểu Bạch, có dám đánh với ta một trận hay không? Ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ dùng một tay, ở Thiên Tôn mà nói, dùng hai cánh tay cùng dùng một ngón tay là không hề khác nhau, nhưng Lăng Hàn nói như vậy là công nhiên chế nhạo, để Bạch Diễm Thiên Tôn lập tức trầm mặt xuống. Trường 3259, các hạ nhận biết phí thiếu. Mặc kệ Lăng Hàn yêu nghiệt đến cỡ nào, nhưng chỉ là tam bộ, lại dám trêu chọc hắn, để hắn cực kỳ khó chịu hư bản tôn đến dạy ngươi đạo lý làm người tứ bộ áo tím kia xuất thủ trước Chân áp về phía lăng hàn chỉ là tam bộ mà thôi dù có chút thanh danh cũng không có đặt ở trong lòng của hắn lăng hàn lắc đầu tay trái ngưng tụ đánh tới tứ bộ áo tím bành trong một tiếng trọng hưởng dãy núi bốn phía từng mảnh từng mảnh ngã xuống trời xanh đại địa phá hư tứ bộ áo tím không khỏi lui ra phía sau liên tục lùi vài chục bước mới dừng lại được chỉ là thiên tôn một bước có thể vượt qua bao nhiêu khoảng cách hắn đã sớm không có thân ảnh nhưng hắn đi nhanh trở về cũng nhanh lại mấy cái cất bước hắn xuất hiện lần nữa hắn lộ ra vẻ kinh hãi bởi vì lăng hàn ổn lập bất động giống như cảnh giới song phương hoán đổi lăng hàn mới là tứ bộ ngay cả bạch diếm thiên tôn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy ai cũng quá sợ hãi tam bộ đối tứ bộ thế mà còn có thể chiếm được thượng phong thấy quỷ tứ bộ áo tím ít một hơi thật sâu Nguyên lai like người yêu nghiệt đến tình trạng như vậy. Không sai không sai, trước đó xác thực là mấy hậu bối của chúng ta có mắt không tròng, chỉ là tự dước lấy nhục. Lăng Hàn có được chiến lược tứ bộ, cái kia chính là tứ bộ thiên tôn, vô lễ tam bộ với hắn, bị hắn đánh cũng là đáng đời, thật giống như vừa rồi Lăng Hàn vô lễ với hắn vậy, hắn không chút nghĩ ngợi liền xuất thủ chân áp. Bất quá, hiện tại liền không có dễ dàng giải quyết như vậy. Hắn từ tốn nói, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sát cơ để hắn xấu mặt ở trước công chúng, tứ bộ không địch lại tam bộ, hắn nhịn được khẩu khí này sao? Ông, chán của hắn hiện ra một ký hiệu mơ hồ, cả người cũng tản ra quang mang ngân sắc, khí thế tăng vọt. Thiên tôn ký hiệu gia trì, chiến lực của hắn trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần. Ký hiệu cấp 8, không nên nhìn đây chỉ là ký hiệu cấp 8, nhưng thiên tôn ký hiệu khó được, trong nguyên thạch có thể mở ra bình thường là cấp 9, bởi vậy ký hiệu cấp 8 cực kỳ, cực kỳ bất phàm. Hắn lại bạo hống một tiếng, Nguy tâm vỡ ra, bay ra một tòa bảo tháp, tổng cộng có 18 tầng, tầng tầng như lưu ly, rủ xuống hỗn độn chi khí, hắn hét lớn một tiếng, thôi động bảo tháp chấn về phía lăng hàn. Bảo tháp nhẹ xoáy, không ngừng phóng đại, hỗn độn khí rủ xuống, nó tựa hồ còn trầm trọng hơn một vị diện. Đây cũng không phải là không có khả năng, bởi vì nó là do một vị tứ bộ luyện hóa ra, dưới một kích đánh sụp vị diện cấp thấp tuyệt không phải việc khó. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, điểm ra một chỉ, bành, hắn mây trôi nước chảy, nhưng bảo tháp của tứ bộ áo tím lại bay ngược, cả người bị đánh lùi trở về. Lần này, sắc mặt của mọi người không phải biến hóa nữa, mà là giật mình đến tận xương tủy. Tứ bộ áo tím chẳng những dùng thiên tôn ký hiệu, còn tế ra thiên tôn bảo khí, lấy bí pháp thúc dục, có thể nói hoàn toàn phát huy ra thực lực. Nhưng Lăng Hàn ứng đối như thế nào? Hắn chỉ rất tùy ý điểm ra một ngón tay, để bảo khí của tứ bộ áo tím tuột tay, thân hình đánh bay, đây là thực lực sai biệt to lớn cỡ nào? Lăng Hàn là tứ bộ áo tím là tam bộ, kết quả như vậy ai có thể tiếp nhận. Lại đến chứ, Lăng Hàn nhìn tứ bộ áo tím nói, đối phương đã lần thứ hai chạy trở lại, hắn hạ thủ lưu tình, chỉ đánh bay đối phương, nhưng không có trọng thương. Tứ bộ áo tím cắn răng, lại nói không ra lời. Có thể nói cái gì, tứ bộ đánh tam bộ cũng không thể nghiền ép, toàn lực ứng phó lại bị nhẹ nhõm đánh bại, hắn còn có mặt mũi nói cái gì sao. Nhưng hắn y nguyên không phục, chỉ cảm thấy Lăng Hàn mạnh hơn hắn cũng có hạn, không phải sao, hắn hai lần đều không có thụ thương. Chủ yếu nhất là, thái độ của Lăng Hàn quá làm cho người ta khó chịu, giống như mình không phải thiên tôn, chỉ là một người đi đường giáp. Người trẻ tuổi, người xác thực yêu nghiệt, chiến lược kinh người. Tứ bộ áo lam đứng ra, bất quá, cứng thì dễ gãy, người thật ngông cuồng, khó tránh khỏi đắc tội nhiều người. Mà có một câu người có nghe qua chưa? Hắn dừng một chút, hai quyền khó địch bốn tay, Lăng Hàn cười ha ha, khoát khoát tay ta chỉ nghe qua một câu nói như vậy sư nhập bầy cừu giải thích chính là một đám cặn bã các ngươi số lượng lại nhiều thì có tác dụng gì ta một tay có thể chấn áp bị hắn trêu chọc kể cả bạch diễm thiên tôn ở bên trong năm tên tứ bộ đều cực kỳ tức giận thật ngông cuồng quá phách lối người trẻ tuổi phong mang quá lộ cũng không phải chuyện tốt bạch diễm thiên tôn từ tốn nói hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi một bài học năm tên tứ bộ cùng đi ra oanh mỗi người vận chuyển thiên tôn ký hiệu ai cũng từ trong lỗ chân lông rủ xuống hỗn độn khí, hóa thành năm thần linh, tùy tiện cái nào cũng có thể một tay chấn áp chư thiên. Lăng Hàn không quan trọng, hiện tại mục tiêu của hắn đã bỏ vào trên thân ngũ bộ, tứ bộ, đừng nói mới năm cái, dù 100 cái cũng chưa chắc đủ nhìn. Chết, ngũ đại thiên tôn đồng loạt ra tay, chấn áp về phía Lăng Hàn. Đây là lực lượng vô cùng kinh khủng, đủ để cho bất luận một tên tứ bộ nào biến sắc, nhượng bộ lui binh. Lăng Hàn vung một ngón tay, tùy ý điểm ra, bang, năm tên thiên tôn lập tức như thiên nữ tán hoa, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ba ba ba, bọn người bạch diễm thiên tôn nhao nhao ngã xuống đất, lần này lăng hàn dùng lực lượng càng lớn, để mỗi người bọn họ đều ho ra máu, như thế nào cũng ngăn không được. Cái này, những tam bộ, nhị bộ kia ai cũng mở to miệng, con mắt trừng ra. Cái này sao có thể, cái này để bọn hắn làm sao tiếp nhận, năm tên tứ bộ A, cũng bị oanh nát dễ như trở bàn tay, giống như bọn hắn đối chiến không phải tam bộ, mà là một vị cường giả Ngũ Bộ. Ngũ Bộ, bọn hắn nhìn Lăng Hàn, thân thể không khỏi phát run, người này chẳng lẽ có thể vượt qua hai cảnh giới. Thế nhưng mà, từ Tứ Bộ đến Ngũ Bộ kia là một cái bay vọt a, à, thế gian căn bản tìm không ra mấy cái lúc ở Tứ Bộ có được chiến lực Ngũ Bộ, huống chi Lăng Hàn mới chỉ là Tam Bộ. Quái vật, tuyệt đối là quái vật, Lăng Hàn nhìn về phía Bạch Diễm Thiên Tôn, ta nói, nhớ kỹ ngươi, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm ngươi tính sổ, không sai a. À.